Nếu muốn lấy lại đứa bé này Thì mau đưa đồ qua cho ta Nếu không Ta mà ruột tay Thì sẽ không biết hậu quả như thế nào đâu Bụng tay Người buông tay ký hiệu của cha Đang chết trung kế rồi Hả? tiền bối Cứu tiền Tôi đang tìm kiếm tung tích của bác đường mặt về hình gì Tôi thấy tiền bối đi ngang cho nên mới đi theo đến đây À tôi đã biết hết rồi Tôi không nghe theo khuyên ngăn của tiền bối Chẳng những không thể cứu thoát tiểu vũ Còn để mất tịch ma kiếm Vừa phụ lòng mong đợi của tiền bối Vừa thẹn với lòng trong cậy của cố nhân Y ta buông Chẳng được cô hăng để lấy lại tịch ma kiếm phổ Nhưng nào ngờ cũng bị bắt được mặt qua mặt ta Kể cả bốn người cũng không thể đuổi theo Nói chỉ đến cậu đây Bây giờ tịch ma kiếm và kiếm phổ đều rơi vào tay hăng Nếu để hăng luyện thành tịch ma kiếm thức E trần sinh linh sẽ bị đồ thang Có một chuyện này tôi không hiểu theo lời các người nói dịch tuy hàn là một kẻ nham hiểm xấu tra chỉ nghĩ đến lợi ích của mình có thể bỏ mặt mà còn thân thuộc sống chết có lý nào hắn lại làm như cậu quan quản giao thịt bà kiếm phổ cho bắt đường mặt chứ máu mũ thiên liên cho dù hắn có ác độc cũng có thể bỏ mặt con của mình chết mà không lo xem gì hắn vẫn còn chút lương tâm ta nghĩ trong chuyện này có gian tra chúng ta phải nghĩ lại Hả? hình như đâu rồi cô ấy không nói thế nào đã bỏ đi mất rồi tôi cho rằng cô ấy đuổi theo tịch mà kiếm và kiếm phổ rồi bắt đường mặt không còn chút lương tâm tôi lo sợ hắn không nghĩ đến tình cảm cho con mà ra tay sát hại như vậy sẽ nguy lắm không nên chậm trễ chúng ta chỉ nhau đi tìm trước lúc trời tối về hợp mặt đi vào ừ. Thì ra cha cố tình để lại ký hiệu trên đường đi để con theo đi đến đây. Con biết quan tâm đến an nguy của cha. Không hổ thẹn là con gái của cha. Cha dạ. giao tịch ma kiếm và kiếm phổ cho con, để con mang về xem như để chuộc tội. Tốn cả buổi công sức rốt cuộc không ổn công của ta, ta cho con hay, nếu ai lấy tịch ma kiếm và kiếm phổ trong tay của ta, ta sẽ lấy mạng kẻ đó, con cũng không ngoại lệ đâu. Dạ quy đầu lạ bờ, chạy tiếp tục xa lại như vậy, chỉ dẫn đến võ lâm căm phẫn thôi, sẽ bị người trên thiên hạ thảo phạt đó. sợ gì chứ, tịch mặt kiếm và kiếm phổ đều nằm trong tay của ta rồi, chỉ cần ta luyện thành công đoạt hồn tam thức, thì ta có thể thủ tiêu hết kẻ thù của ta, không ai có thể chống lại ta được nữa hết, hả? còn nói thật đi, có phải là họ phái còn đến để giết ta hay không? không phải biết con đến đây. Chà. Quay đầu là bờ Nếu như cha chịu quay về Con chấp nhận thay cha Ngay trước mặt võ lâm đồng đạo Chết để tạ tội Hình như Ta biết đây là lòng hiếu thảo của con Lo cho an nguy của ta Trong khoảng thời gian ta bế quan luyện công Chỉ có con mới có thể bảo vệ an toàn cho ta thôi Cha Tại sao vậy Sao cha cứ không chịu buông tay vậy Buồn cười Giang hồ tranh chấp đau kiếm vô tình Sao lại nói cha thích giết người chứ Cha làm như vậy là bất đắc dĩ Còn có biết hay không Người sống trong giang hồ không thể tự chủ được Lúc nào cha cũng nhiều lý do Nhằm giải thích cho tội trạng của mình đã gây ra Được Cần nói con đã nói rồi Hay là bây giờ cha giết chết con đi Nếu như cha cần hộ pháp thì cứ tìm người khác đi Hình Nhi Hình Nhi Có lý nào ta lại làm hại con chứ Con phải nhớ là Tịch ma kiếm và kiếm phổ Ai nấy cũng thèm khá hết Là võ lâm chí bảo mà mọi người ai cũng muốn tranh giành Trên đời này Con là con gái ruột duy nhất của ta Ta có thể tin tưởng được nếu như con nhẫn tâm và quyết tâm làm như vậy Cha cũng không bị cưỡng đâu Không may mà cha bị kẻ thù hãm hại Trong lúc mới quan luyện công Đó là do ông trời giết ta Cha không trách con đâu Vũ Nhi Con đúng là con trai ngoan của cha Thời gian qua hai con chịu khổ rất nhiều nhưng con hãy chống mắt mà xem Bắt đường lão tạc ăn hiếp con Không còn đắc ý thêm được bao lâu nữa đâu Này mai hắn sẽ bị quả báo mà thôi À Cô <laughs> sao vậy Ừ, con không được vui hả À Con muốn cha giết bắt đường lão tặc Cho con được hả dạ có phải không vậy Đúng vậy không Ừ, <laughs> yên tâm đi chỉ cần cha luyện thành thiên hạ để nhất cái thế thần công Chuyện gì cha cũng làm thay cho con được Con hãy đợi cha đi ha à? <laughs> Hả? bào bạo nè cũng được Để ăn thêm đi Tao thấy ăn cũng được à, mà Để thấy không ngon gì hết ừ. Thôi đi quên à. đại à Ở nơi quan vắng như vậy á không có làng bạc không có quán ăn à, bánh bao vậy đã bay cho đệ lắm rồi <laughs> đúng vậy ở nơi quỷ quá như thế này không phải thích hợp cho hai con quỷ như các ngươi sao à, khách quan mời ngài về trong ngồi à, 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 à. không muốn chết tao tên này mau cho ta biết bắt được mặt đang ở đâu chúng tôi không biết người muốn làm gì vì vậy đại mấy chủ ngài đừng bao giờ hiểu lầm vì quyết định này của ta không thay đổi được trời sanh ra hắn bộ dạng mặt hung dữ nhưng những lời nói đó đều là sự thật à? nếu chúng tôi dám giấu ngài không lẽ chúng tôi chán sống hay sao chứ vậy sao các ngươi đừng nói với ta các cư đến du sơn ngoạn thủy đó. không không có dấu gì ngài ở cái tên bắt đường mặt đối với quỳnh đệ của chúng tôi cũng không ngừng đề phòng hát kêu chúng tôi ở đây chờ hắn hắn nói phải luyện đoạt hồn tam thức phải luyện bảy bảy bốn ngày chờ sau khi hắn luyện thành công rồi sẽ xuất quan tiệp chúng tôi kêu chúng tôi ở đây chờ hắn nếu hắn không tin tưởng các ngươi như chị các ngươi không cần thiết phải gặp hắn đâu à! <laughs> Xung quanh một trăm dặm dùng đề Chỉ có kỳ một phong là cực âm cực dương Là nơi âm dương tụ hội thôi Bắt được mặt lão tặc Ngươi không nên chết sớm như vậy Ngươi phải chờ ta đến tiễn chân người chứ <laughs> Hình như Lần này cha luyện công phải bảy bảy bốn mươi chín ngày Không thể dừng lại giữa chừng được Nếu không xem như uổng công của ta Phải làm lại từ đầu Nè Con phải chuẩn bị thức ăn thức uống cho mình Trong khoảng thời gian cha bế quan Con phải hết sức hộ pháp Không được rời khỏi nửa bước Chỉ sơ xuất nhỏ sẽ tẩu quả nhập ba Như vậy sẽ rắc rối lắm đó Con đã hứa hộ pháp cho cha Thì con ở bên ngoài xem chừng không rời một bước Cho đến khi cha xuất quan mới thôi Trong hang rất ẩm thấp Cô đã mua tấm lót này cho cha à. à Nhi Cha đừng qua đây Nếu không cô sẽ quỷ của kiếm phổ này Hình Nhi Nếu như cha không thể luyện thành công đoạt hồn tam thức Thì không thể thoát khỏi truy sát của kẻ thù đâu Có khác gì còn muốn giết cha chứ Vậy cha mà bỏ trốn đi Cha đi càng xa càng tốt Cha trốn đến một nơi không có người Mà danh ẩn tính đang hưởng tuổi già Tất cả mọi tội lỗi sẽ cho con gái gánh chịu Như vậy không được đâu Họ sẽ không tha cho con đâu. Con chết chuột tội cho cha. Con cam tâm tình nguyện. Cha, tha cho con gái bất hiếu. Không thể hậu hạ cha nữa. Thôi đi. Cha không làm khó cho con nữa. Hứa với cha phải sống cho tốt. Lần chia tay này, em không thể gặp lại nữa đâu cha thật sự không đành lòng một chút nào hết đi 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 mau đi cha cha hãy tự bảo trọng con nhất định sẽ nhớ cha mãi mãi <laughs> nếu con không phải là con gái của ta ta đã giết con từ lâu rồi vết xây xác nhẹ này chỉ là nhắc nhở con thôi con phải nhớ là trên đời này ai là người thân con có thể nương tựa được nếu con còn dám manh động ta sẽ không tha cho con nữa đâu mau ra ngoài xem chừng cho ta Có thật là tôi phải ở lại hộ pháp cho cha tôi Để ông ấy luyện thành đoạn hồn tam thức Quy hại thiên hạ Nhưng nếu tôi bỏ đi Trong khoảng thời gian cha bế quan bị kẻ thù tìm đến đây cô khác gì phải xui tay chịu trận Tôi nên làm sao đây Tôi nên làm sao đây Thiên địa tử giao Thái âm thử dương Bảo nguyên thủ nhất dạng lưu quy tông Nghệ Nhất Thức, Mê Hột Nhất Pháp, Tập Pháp Nhập Môn, Âm Dương Biến Quán, Đảo Hành Nghịch Thi. À? À? Tại sao công lực của ta không còn nữa? À? 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 Âm Dương Biến Quán, Đảo Hành Nghịch Thi. Ta nhớ là đâu có sai đâu. lý do cực ngang gì có thể nghĩ ra phương pháp luyện công mà xưa nay chưa từng có thiên hạ đệ nhất nhân không phải là chỉ có hư danh đâu may mà ta là người thông minh những phàm phu tục tử thông thường cho dù có giác ốc suy nghĩ cũng chưa chắc nghĩ ra đâu <laughs> đầu của ta đau quá. Cha dạ. bị sao vậy? Đầu của ta. Cha dạ. 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 dạ có làm sao không? Con. Dạ. Cha Cha có sao không Nhất định là, là con đã hạ đồng cho thức ăn Còn giải giờ hay sao à... cô không có có à... lấy nào con lại làm chuyện đại nghịch bất đạo Trời trung đất diệt chứ à... Ở đây chỉ có cha con chúng ta Không phải là con thì còn ai đi Đứa còn bất hiếu này Ta phải giết con à... <laughs> ừ. Chuyện hèn như vậy Sao người không tính phần của ta chứ thì ra là do ngươi dở trò à <laughs> Ngươi có thể dễ dàng lấy được tịch ma kiếm phổ từ trong tay cô ta Ngươi không thấy lạ hả Nhưng mà <laughs> ta không dùng thủ đoạn độc ác như hạ độc đâu Ta chỉ có đôi chút chỉnh sửa trong tịch ma kiếm phổ Sau đó mới giao cho ngươi <laughs> Ta, ta không phải trúng độc Mà là tổ quả nhập ma sao <laughs> <laughs> Ai có ngươi thông minh cả đời Nhất thời hồ đồ Ngươi nôn nóng luyện thành thiên hạ đệ nhất tịch ma kiếm pháp nhưng mà sơ hở tối kỵ trong lúc luyện công là đảo hành nghịch thi sẽ làm tan chân khí xem như tự phế võ công như vậy ngươi có tin hay sao thật là mắc cười mà <cười> Người. ta khuyên ngươi nếu như ngươi muốn giết ta thì hãy nên quên chuyện đó đi ta mỗi lần ngươi dùng nội lực thì sẽ càng tạo quả dập ma nghiêm trọng hơn làm không khéo sau cùng lục phủ ngũ tạng sẽ bị bốc cháy chết vì nội tạng xuất huyết đó cho dù ta có chết Cũng phải bắt ngươi theo lốt xác cho ta Lại đi Chà. Hình như... Cha Hãy ráng lên nhóm người của sự bác sẽ nhanh chóng kéo đến Để thủ theo tên cậu tặc này Khi nào ta luyện thành ra hồn tâm thức Ta sẽ lấy mạng các ngươi Thật thương của ta Đừng học cướp mất đuổi theo Đừng đuổi theo nữa Này cha đang bị trọng thương Chúng ta không phải là đối thủ của hắn Dạ Đuổi theo chỉ để nập mạng cho hắn thôi Sợ thì được làm con gái của ta Dạ 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 Bác Phụ Các phân đà hội báo Đến nay vẫn chưa tìm được hình nhi Và tung tích của bác đường mặt Đã chờ đợi cả ngày rồi Rốt cuộc hình nhi ở đâu chứ Khiêu tiền à Đừng rùng nóng rất có thể hình gì đi chung với cha của nó cho dù tìm được nó cũng phải bàn tính một đối sách dạng toàn mới được vừa phải cứu hình gì dù phải giật lại được thịt mà kiếm phổ mới được hình gì tiểu thư trở về rồi à. hình gì đang sao vậy nè mau ngồi xuống nè ngồi xuống ai đã đã thương này vậy là dịch thủy hàng dịch thủy hàng cô bảo đến thợ đừng nói gì hết Bây giờ nàng cảm thấy sao rồi Kiếm phủ hắn cho cha thiếp là giả đó Làm hại cha thiếp lên kỳ một phong luyện công Tổ quả nhập ma Hắn thật cơ hội kích luôn tịch ma kiếm Lão phụ đã đoán trước được Dịch thi hàng không dễ dàng giao nộp tịch ma kiếm phủ của hắn đâu Nhưng có điều không ngờ Hắn lại dám hiểu độc ác như vậy Những người luyện vô mà bị tổ quả nhập ma Nghe thì tàn phế Nắng thì thiệt mạng Vậy tôi nên làm sao đây Tôi không thể đuổi kịp cha để giữ cha lại Ông ấy đuổi theo dịch thủy hàng Ông ấy nhất định sẽ thiệt mạng thôi đúng vậy không Hiểu thì Thiếp nên làm sao đây Chẳng nhất định phải cứu cha thiếp Hình gì Bây giờ nàng đang bị thương Ta dụ nàng vào phòng liệu thương trước Chờ sau khi nàng hồi phục Ta hứa cho nàng đi tìm cha nàng Không được Bây giờ thiếp đi tìm cha thiếp ngay Thôi được hình gì để thiền, Cô để khiếu thiền Dìu cô vào liệu thương ừ. Bác phụ bây giờ tịch ma kiếm và kiếm phổ đều rơi vào tay của dịch thị hàng rồi chuyện quan trọng trước mắt là phải ngăn cản hắn luyện thành công đột hồn tam thức nếu không hậu quả sẽ không lường đâu con nghĩ bây giờ chỉ còn cách đấu một trận mà thôi tốt nhất có thể điều động tất cả mọi nguồn lực tiêu diệt dịch thi Hàn và bắt đường mặt cung một lúc cho nên vừa rồi ta không muốn cho khiếu thiên và hình như tham dự vẫn là bá phụ suy nghĩ chu đáo hơn vậy con lập tức báo cho các phân đà biết để chuẩn bị xuất phát khai bẩm ông chủ phạm nhân Cốc chủ vợ chồng nam cung long can đến đây thăm Được, hỏi Được, mời vào dạ long can Đăng đáng có khỏe không à vẫn khỏe đại bá tháp ký Sĩ si bá ừ hải ừ. chắc là đại ca mụi nhớ mụi lắm lúc nào cũng nhắc mụi đúng không con da đầu nè mụi biết ta nhớ mụi mà không chịu về phi cáp truyền thư đi báo mình đang xem như là xong nói chung có khiếu thiên bảo vệ cho mụi sợ gì chứ à khiếu thiên đâu ta và đại tổ mụi phải gặp quên ấy để xin lỗi quên ấy đang mượn lo chuyện của mình không cần quan tâm tới à đúng rồi đại ca cơ hội chúng ta trả thù đã đến bây giờ quy động toàn bộ đệ tử của tứ phương môn chuẩn bị tấn công kình thiên kiếm phái sư bá hãy cho phép con quy động cao thủ trong phạm nhân cốc tham gia chiến dịch này giết tên gia tộc dịch thủy hàng để trả thù cho cha vậy càng tốt có cao thủ của phạm nhân cốc giúp sức như vậy còn gì bằng không nên chậm trễ chúng ta chỉ vào chuẩn bị rõ dạ yeah. Ngọc Di Ta đi tìm chị Thúy Hàng và tịch Ma Kim Còn ở đây giúp ta Ê, Muốn bắt ta hả Giờ kiếp sau đi Anh lật quả đây, Mau nằm xuống Ê. À, 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 à. Tình này quá ác độc à. Nguy hiểm thật của bay sư bá kịp thời phát hiện Nếu không chắc chúng con đã chết qua ức Đúng là ác độc Kể cả tính mạng của đệ tử cũng bất chấp nữa Đức tiết kia dịch thế hàng đã bỏ trốn được Tai họa sẽ khôn lường Con về phát đi anh hùng thiệp cho võ lâm đồng đạo Kêu mọi người cùng truy đuổi dịch thủy hàng Thiên hạ bao la Hắn không có trốn dung thân đâu Chỉ còn cách này thôi nhất định phải ngăn cản ngay trước khi hắn luyện thành đạt thôn tam thức nếu không thiên hạ sẽ gặp tay kiếp diệt vong rồi chỗ mà nguy hiểm nhất nhất định là chỗ an toàn nhất Hừ. họ nằm mơ cũng không ngờ ta lại quay về kỳ một phòng vậy lại còn ở bên cạnh họ ta chỉ có một bình tiểu vũ là máu mũ thân sinh. Trong lúc ta bế quan luyện công, tiểu vũ phải trông cậy vào các người. Xin trưởng môn yên tâm, chúng tôi nhất định chăm sóc tốt cho tiểu vũ. Tốt, tốt lắm. Tuy ta cảm thấy chỗ này khá an toàn, nhưng không may lúc ta bế quan luyện công, kẻ thù lại tìm tới đây. Các người lại bỏ rơi tiểu vũ lo chạy trốn thoát bạn, có khác gì cha con ta chết chung một lúc chứ. Cho dù chúng tôi phải liều mạng, cũng giữ trọn tình nghĩa đồng môn không bỏ chủ môn sư quên đâu Giờ rồi lúc ta sử dụng pha lịch đạn ta đâu thấy các người sinh tha cho sư đệ đồng môn đâu sao ta có thể tin các ngươi được chứ chúng, chúng tôi hay một lòng trung thành, thành với sư quân quyết không đúng lời, lời. nói xuân khó tin vậy cho ta được yên lòng ừ. yên tâm đi trong khoảng thời gian ta bế công cần các ngươi hộ pháp cho ta loại thuốc này được bào chế từ tầm cổ độc sau khi uống vào, công lực sẽ tăng rất nhanh, mãi cho đến 77-49 ngày chất độc mới phát ra, chết vì toàn thân thối rữa Nhưng mà, nếu cần ta thuận lợi xuất quan, ta sẽ cho các người uống thuốc chảy độc thôi. Ừ. Đừng có lo, há miệng ra nào. Nghĩ kỹ đi, bây giờ không há miệng, sau này sẽ không còn cơ hội há miệng đâu. Sau bảy lần bảy bốn mươi chín ngày Ta luyện thành đoạt hồn tam thức rồi Ta sẽ dẫn các cười thao thống nhất giang hồ Cùng hưởng vinh hoa phú quý Đã tìm cả ngày hôm nay rồi Thương tích của nàng vẫn chưa khỏi Ta nghĩ nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi cho khỏe Thiếp không sao Chà thiếp tổng quả nhập ma đang gặp nguy hiểm Nếu trẻ sẽ không kịp đâu Người đang giết rồi hả Người đang giết rồi kìa người đi với cười nguy hiểm quá. Này này. Đây, đây, đây. Nè, ta đây là thiên hạ đệ nhất, ta đi là thiên hạ đệ nhất. Ta phải quyết một trận tứ hùng với ngươi, xem ai mới là thiên hạ đệ nhất. thịt Ma Kiếm Pha. Ngươi có thể chết với thiên hạ đệ nhất kiếm Xem như là phúc của ngươi rồi yeah. Yeah. Ừ. À. Đúng vậy Chính ta đã giết cha ngươi Muốn trả thù cho cha ngươi Thì cứ ra tay giết ta đi à. À. Sư Huynh à, Sư Huynh à, Ai đã giết Huynh vậy Để phải trả thù cho Huynh Lão <laughs> Vu đã đệ nhất thiên hạ rồi Sẽ không còn ai là đối thủ của ta nữa đâu Khiếu thiệt Tính sao đây Này chà thiếp đã ra trong nỗi này rồi Kể cả thiếp ông ấy cũng không nhận ra Thiếp nên làm sao đây Bây giờ không còn cách nào Ta tìm cách được quyền thắng Đưa về nhà rồi tính sao à ta là đệ nhất thiên hạ rồi Xin lỗi <laughs> Thì... Thì... tiền bối có phải là bắt đường mặt của Tuyết phương Mô không? Ừ. Bắt đường mặt là thứ rắc rửa gì vậy? Lão vô không đổi họ, ngồi không sửa tên Tên là Lý Vô Cực Thì ra tiền bối là Lý Vô Cực thiên hạ đệ nhất Hãy nhận một lời của dạng bối Ừ <laughs> Tên tiểu tử như ngươi cũng biết quy danh thiên hạ đệ nhất của ta hả? <laughs> được rồi, được rồi Ta đang lo không có người tiếp trụ cho ta. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. À, điên quá trời điên à. Ờ, à, đúng quá, mà đi gì? Làm gì? À. Ủa, làm cái ghê kìa. Ủa trời. Thịt khốn kiếp dịch thủy hàng kia. Ngươi định đánh lén ta hay sao? Thịt bà kiếp. Ờ. Thịt mặt kiếm gãy rồi Kiếm còn người còn Kiếm mất người mất Chẳng lẽ ông trời muốn ta chết hay sao chứ Điên quá trời điên à Đúng là điên quá dạ. gì đó dạ. Cuối cùng cũng thoát khỏi Sự tri sát của thứ hồn song sát rồi không cần Thiếp không muốn gì cha thiếp Mà làm hại chẳng khó xử với mọi người Tự thiếp sẽ đưa cha đi khám đại phu Cha nhìn trước đi Người luyện võ bị tổ qua nhập ma Không phải đại phu thông thường có thể chữa trị được Hình gì Nàng đừng lo lắng Tuy mọi người đều căm thù cha nàng Nhưng cha nàng đã chịu quá báo rồi Ta không tin họ ta chết mà không cứu Cha thiếp đáng bị như vậy Có thể trị khỏi hay không là do mạng của ông ấy em không còn mặt mũi trở về đó xin mọi người cứu ông ấy đừng lo cho Tiếp nữa chàng đi về trước đi hình gì hay tình hình của cha nàng khá nghiêm trọng cứ kéo dài không cứu được đâu chúng ta đi ngay đêm nay trời sáng có thể đến nhà ta tin sư bá nàng võ học nguyên bác nhất định có thể cứu sống được cha nàng đừng do dự nữa ừ. vào đây mau ừ. trong đây có nhiều món ăn ngon lắm Đừng lại bắt được mặt mối thù giết cha không đội trời chung chủ tiệc quỳnh tránh ra chẳng lẽ quỳnh không thể để tình tôi giờ hình gì mà ta chết cho hắn à không được đại ca đúng tuyệt đối không thể tha cho tên cẩu tặc này nếu quỳnh không thể ra tay được thì giao cho chúng tôi đi dạ lão đây là thiên hạ đệ nhất không có đối thủ cái này dám giật đuôi gà của ta ta sẽ liều chết cho họ ngươi đừng giải ngay giải dại nữa hôm nay người đừng hồng sống sót thoát khỏi đây mau bầm hắn ra rồi mang đi cho chó tha thôi được tịch bạc kiếm của ta Hắn luyện công tạo quả cho ba thật sự bị điên rồi Đây là hậu quả do hắn gây ra mà Khiếu thiên Quỳnh không nên sang vào Để đó chúng tôi giết hắn cho rồi đi Hắn bị mất trí nhớ không nhận ra ai cả Đối với hắn đó là sự trừng phạt lớn rồi Các vị có cần truy cũng giết tận không Chẳng phải xưa nay hàng xưa lão lão đều cho chúng ta đừng tăng tâm sát gì sao Cùng nắm chúng ta đưa hắn vào phạm nhà cốc Nơi đó có rất nhiều tội nghiệp còn nặng hơn Cho dù có giết cũng chưa đến được hắn Khiếu thiên Cha tôi còn sống đối xử tốt với Quỳnh Quỳnh nhẫn tâm nhìn ông ấy chết qua Chết không yên lòng hay sao Tôi xem cha của cha gì nhưng quan quan tư báo đến khi nào chứ Hôm nay các vị di kháng đi trả tù cha Sau này có phải hình gì trả tù cha mà giết hết các vị không Không cần chạy vào thí hàng luyện thành đoạt hồn tâm thức Chứ vì người nhà đã sát hại người nhà Như vậy sẽ khó được yên lành Thôi được Tội chết có thể tha Nhưng tội sống phải chịu Hình gì sau khi trị hỏi cho hắn Cần phải xử lý theo một quyền của tứ phương Mùng, Nếu không có một phòng chúng sư bá miễn sao có thể tha chết cho cha con trách phạt cỡ nào đều là ân điển mọi người có đồng ý tôi xử lý như vậy không chừng khí trong cơ thể hắn đang hoành hành ngược lại nếu như chứng thương đến lục phủ ngũ tạng cho dù thần tiên cũng phải bó tay cách duy nhất để cứu hắn đó là hợp lực của tất cả mọi người để chặn đứng kinh mạch nhất định phải đánh tan chân khí hỗn loạn đó xả máu bọc ra nhưng cho dù có thể trị khỏi cũng sẽ mất hết gió công có lẽ do ông trời trừng phạt ông ấy xin các vị cùng gấp sức đi cứu mạng cha tôi Cả cuộc đời của Hình Nhi Sẽ vô cùng ăn ơn các vị Ừ Bây giờ Là lúc chúng ta cứu người Cho nên phải tạm gác hận thù lại Nếu có sở xuất Khó mà cứu giãn được Sát thần Thật di thiên chịu trách nhiệm coi chừng không cho bất cứ ai sống vào dạ. dạ trước tiên tôi giúp hắn đã thông kinh mạch mọi người làm theo hướng dẫn của tôi dạ, dạ. dạ. Ừ, các ngươi là ai vậy các người tới tìm ta, các người từ đâu tới vậy? Ê, sao các người không lên tiếng vậy? các người tìm ta phải không? hả? À, vậy vậy thì mời vào nhà ngồi chơi. tại sao các người lại trói ta vậy? tại sao vậy? tại sao lại trói ta chứ? tại sao lại trói ta lại? Ê, ư, các người đòi giết ta hay sao? Ừ, à, ư, các người đòi lấy mạng ta à? ta ta sao? À, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Thả ta ra.

Đang tin mất Sư bá làm như vậy cũng là vì muốn cứu mạng cha cô. Cô không nên lo lắng, sẽ không sao đâu. Đa tạ, tuy chúng ta thương cùng một người đàn ông, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn quan tâm lẫn nhau. Tại cô không biết đó thôi, xưa nay tôi ước ao có người cha ở bên cạnh mình. Theo như tôi nghĩ, cha của cô có lâm vào cảnh ngày hôm nay, tôi nghĩ lại tôi cũng muốn chia sẻ nỗi buồn với cô đó. Lòng tú Cô là một cô gái hiền lành So với cô Tôi thua xa cô Có lẽ khiếu thiên Thật sự phải ở bên cạnh cô Cô đừng hiểu lầm mà Tôi chỉ đơn thuần muốn quan tâm cô thôi Chứ không nghĩ cô sẽ nhường khiếu thiên lại cho tôi Tôi hy vọng Có thể cùng cô tiến hành một cuộc cạnh tranh công bằng quân tử Cho dù thua cũng không hề tiếc nuối một chút nào hết Số phận đã định Tôi và Khiếu Thiên không có tương lai đâu Thù hận với cha tôi và mọi người quá sâu đậm Cho dù bề mặt mọi người không truy cứu nữa Nhưng trong lòng họ Vẫn không thể tha cho ông ấy đâu Nếu như cha tôi có thể hồi phục được Tôi chỉ hy vọng ông ấy Đi khỏi chỗ này Trở về quê nhà Lòng tú Ngươi với tôi phải hết lòng yêu thương khiếu thiên chăm sóc huynh ấy cho tốt chỗ này là chỗ nào vậy nè người vẫn chưa chết hả đúng là người ác khó chết mà người là ai vậy Ta Ta đang ở đâu đây À ngươi già <laughs> Ngươi già Nguyên cứu thiên là đồng bọn Hả Lần trước gặp nhau Ngươi dùng ta vào đường cùng không lối thoát Trốn vào phạm nhân cốc Bây giờ ngươi hoàn toàn không có công lực Còn đòi làm giữ với ta sao Nếu ta không để tình cứu thiên nữa nha Thì ta cho ngươi lên chầu trợ rồi Các người Nhất định là các người thừa lúc ta không để ý Cho ta uống thuốc độc à, màu đồ thuốc giải đi Nếu không ta thì sẽ cho các người chết rất thê thảm đó Đồ khốn kiếp Nếu như chúng tôi không giúp à. sức á Chẳng đứng kinh mạch tứ chi của người Cho máu bầm xả ra Người đã bị tẩu quá nhập ba rồi Còn nói được hay sao hả Hả à. à. Kinh mạch của ta Kinh mạch của ta đứt hết rồi sao Ta Võ công cả đời của ta xem như mất hết rồi sao à. À. Này, ngươi định làm gì đây Không được làm bậy nha Đừng ta có làm bậy à nghe. Ta bắt ngươi Ta bắt ngươi phải lót xác cho ta Ngươi lại nổi điên hả Xem như uổng công của mọi người đó Cha 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 Chính thức đại ca và tất cả mọi người được cứu mạng của cha đó Chúng ta vẫn chưa kịp đa tạ người ta Sao chị lại ra ta đánh người như vậy Thì ra là con Con cũng có phần Con gây những bắt tay với người ta cắt đứt kinh mạch của ta, của ta. Tại sao ta đã có ai vậy tay? Ta không dừng tay đâu Thưa đại ca tôi dặn xin Quynh Tôi thay cha tôi xin lỗi Quynh Thưa đại ca Chờ sau khi cha tôi hồi phục Tôi sẽ kêu bé xin lỗi Quynh có được không Xin lỗi Ta sẽ lấy mạng của người trước Cha 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 Con gian xin cha Con gian xin cha dạ. Cha đừng gây sự nữa có được không Cha dạ. Con dạ. xin cha Cha Con nghe Đừng còn bất khéo đi Con buông ta ra Buông ta ra dạ. dạ. Buông ta ra Buông ta ra Cha dạ. Xin cha tha lỗi cho con tự ý làm chủ Cha tổ quả nhập ma Quy đến mạng sống Đây là cách duy nhất có thể cứu cha Kiếm phổ mà dịch thủy hàng cho cha là giả Hắn còn giật mất tịch ma kiếm của cha Cha quên hết những chuyện đó rồi sao Dịch dạ. Dịch dạ. Dịch dạ thủy hàng Người ngang nhiên lấy kiếm phổ giả để gạt ta Ta thề phải giết ngươi Cha dạ. dạ. Cha đừng nghĩ những chuyện đó nữa Nay mọi người không bắt cha máu trả bằng máu Mà còn ra tay cứu cha Ân tình lớn hơn trời đó Cha cần phải quý chủ mới đúng Thay mặt đổi lòng làm lại cuộc đời Để đền ơn mọi người Bây giờ cha đã là người tàn phế rồi Cha sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ Ta để cho cha chết đi cho rồi Cha 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 Sao cha lại làm như vậy Để tập thức trong hồn diếp phách Cho dù ở trong hiểm cảnh Chỉ cần dùng chiêu này Có thể trảm yêu trừ ba Chuyển bại thành thắng Quy lực như tên của nó Trong hồn diếp phách Quá bá đạo hút tạ Người nào có tu luyện nếu sành ác niệm Sẽ bị gió cuốn lửa thiêu Tấm xét lôi điện đánh chết Chết trong tai nạn sẽ bị gió cuốn lửa thiêu sấm sét lôi điện đánh chết à chết trong tai nạn trong kiếm phổ ghi lại nghe khủng khiếp như vậy là sao chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất tịch ma kiếm cũng có khắc tinh à không được ta cần phải tìm giảng quyển thư sinh để hỏi rõ chuyện này nếu như có khắc tinh, cần phải loại trừ cho sớm mãi cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích của dịch thủy hàng chúng ta phải tính đến tình hữu sâu nhất bảy bảy bốn mươi chín ngày sau khi dịch thủy hàng liên thành đạt hồn tam thức ta nghĩ hắn nhất định sẽ tìm đến chỗ này đoàn kết là sức mạnh võ nghệ của đại bá đã xuất quỷ nhập thần rồi cộng thêm sự hỗ trợ của các con đây con không tin là không chống lại dịch thủy hàng cho dù chúng ta không phải là đối thủ của hắn Cũng lắm tích chung với hắn Chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục gây hại cho Võ Lâm Nói đâu đúng Chỉ cần có thể trừ hại cho Võ Lâm Cho dù phải hy sinh Sát thần tôi Xem như bộ đắp cho sát nghiệt ngày xưa Chết không luyến tiếc Không phải tôi muốn làm cục hứng mọi người Tịch mà kiếm Không chỉ có hư danh Mấy trăm năm trước thiên hạ đại loạn Một mình lý du cực Với tịch mà kiếm hiệu lệnh thiên hạ Hắc bạch lưỡng đạo xác phạt phân tranh với khả này của chúng ta lấy gì là đối thủ của tịch mà kiếm lộc tú à ừ? mỗi cô nhớ không bà ngoại không ngừng căn dặn chúng ta cho dù võ công có cao cũng không thể tự mãn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vật gì cũng có khắc chế cho dù là thiên hạ đệ nhất cũng sẽ có đối thủ sao mà có thể quên được ý của huynh có phải muốn nói tịch ma kiếm cũng có thứ để khắc chế nó Hàng Sơn lão lão nói đúng lắm Đúng là các con đã gợi nhớ cho ta nhớ lại Mấy ngày qua ta nghĩ nên chống lại tịch ma kiếm như thế nào Nhưng lại quên mất đi thỏi giáo dạng quyển thư sinh Dạng quyển thư sinh đối với kỳ nhân dị sĩ Thiên hạ và võ học của các bồn phái Rõ với lòng bàn tay Nếu như có phương pháp khắc chế tịch ma kiếm Hắn nhất định sẽ biết Nghe nói dạng quyển thư sinh đã quy ẩn dân hộ từ lâu Không hỏi sự đời nữa Nếu muốn được hắn cung cấp thông tin gì đó e rằng rất khó khăn trong giỏi lâm đang đương đầu với một tay kiếp xưa này chưa từng có chẳng lẽ hắn không hỏi hàng đến chỉ lo cho mình sao hắn là một con người xấu tính quả là nổi tiếng hắn mà không chịu đó chúng ta cũng phải bó tay thôi nếu không ép hắn được chúng ta năn nỉ hắn hay là như vậy đi để cho lớp trẻ chúng con ra mặt cho dù có quỳ xuống cũng phải xin hắn cho chúng con biết cách khắc chế tịch ma kiếm pháp Xin thư quyển chăng tử đô bất thuyết năng tri thiên hạ sự tú tài bất xuất môn nếu là tri âm nghe tôi đàn một bản những chuyện còn lại không có gì để nói. Tiền bối ẩn cư tại đây, không hỏi sự đời. Giảng bối dịch thủy hàng nếu không có chuyện vô cùng cẩn cấp, tuyệt đối không đến đây quấy rầy ông. Lão phù thoái ẩn giang hồ còn thề độc trần. Nếu còn nhúng tay vào chuyện của giang hồ, sẽ chết rất thê thảm. Mời về cho. <laughs> Tiền bối vẫn chưa biết tôi hỏi những vấn đề gì. Đã dội chặn họng tôi, như vậy không hợp tình hợp lý đâu. Cậu muốn hỏi cách khắc chế tịch ma kiếm Cậu đang sở hữu à <laughs> Hãy nghe ta khuyên một lời Mọi chuyện sẽ có ý trời Cứ sao phải cưỡng cậu Nếu thật sự không hỏi sự đời Tại sao ông lại biết trong tay tôi Có tịch ma kiếm chứ Rõ ràng tiền bối lòng ở giang hồ Xin đừng từ chối nữa Chúng ta hãy kết bạn với nhau Nói ra được sẽ được trọng thưởng đích đáng Nếu không Không phải bạn bè sẽ là kẻ thù Lão phu nhờ vào quanh phi phía sau lưng Thà chết không nói Mới giữ được quy tín hôm nay Bảo tồn bản sống Không thể phá giới <laughs> Vậy là ngươi thà chết không nói à Nói ra nhất định sẽ chết Thà chết không nói Chưa chắc phải chết Dạng bối Môn chủ của tướng phương môn Đông Phương Ngọc Hey! vậy là ngươi thà chết không nói sao? nói ra nhất định sẽ chết, thà chết không nói chưa chắc phải chết. Dẫn mối môn chủ của tướng phương môn Đông Phương Ngọc cầu kiến. Cứ không nói ta biết, đừng hòng mang bí mật này nói cho ai biết hết. tiền bối, tiền bối, tiền bối, tiền bối, tiền bối, tiền bối, tiền bối. Bối. bối, ta cứ tưởng thà chết không nói có thể thoát chết được, nhưng nào ngờ ta vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Bây giờ ta sắp chết rồi, không nói sẽ không còn cơ hội. À, thứ mà các chị cần phải nghe cho kỹ khắp thiên hạ này chỉ có quyền công hợp thể cuồng phong bảo lôi liệt quả thiểm điện hợp nhất mới có thể phá tịch ma mà... kim à, tiền bối tiền bối tiền bối tiền, tiền bối. bối tiền bối trời ơi ông đi nhanh lên cứ đi chậm như kiểu rùa bò của ông lúc nào mới đến chỗ của khiếu thiên đây nếu như ông không muốn đi ông có thể quay về phạm nhân cốc đừng có theo tôi mất thời gian nữa tôi đâu có nôn nóng được gặp tình lan có gì phải vội chứ tôi cho cô hay bên cạnh cô nguyên cứ thiên nó có một long tú rồi người ta rất xinh đẹp còn cô cô lấy tôi còn hơn á đầu trọc Ê. kia ông đợi so với khiếu thiên hả chờ kiếp sau đi <laughs> hmm. huh. tại sao phạm nhân cốc lại có hòa thượng như đàn bà lẳng lơ vậy Ta nghĩ nên sửa lại thành lan nhân cốc đó Trời ơi Tôi không biết đã nói gì đụng chạm đến vị đại hiệp này Sao lại nói người ta như vậy <laughs> Vậy các ngươi nên biết rõ trước khi chết Tất cả những ai muốn giúp Nguyên Cứu Thiên đối phó ta Không được sống sót qua tay của dịch thủy hàng này Trời ơi Thì ra là dịch đại trưởng môn mà Sao tôi dám chống đối với Quỳnh chứ Hơi! ta dịch trưởng môn không biết đó thôi trên tay ả của cực độc đó trò trẻ con này qua mặt được ta sao vốn chưa chả ra tay đã chết với trưởng của ta rồi đương nhiên rồi nhưng mà giết cả chỉ giơ tay của huynh thôi vô pháp vô thiên tôi làm dùng huynh luôn tay hòa thượng như thầy cũng có lý lắm nhưng nên thầy đã giết cả không sợ nguyên cứu thiên tìm thầy tính sổ à hồi còn ở phạm nhân cốc tôi và nguyên cứu thiên nó có bất quà rồi tôi muốn tìm hắn để hạ sát từ lâu hôm nay có dịp góp sức cho dịch trưởng môn tôi tin dịch trưởng môn nhất định có thể cho tôi toại nguyện mà à. giết cứu thiên là chuyện sớm muộn mà thôi nhưng hôm nay thầy giết cả trước mặt tôi càng tốt hơn tôi không thể nghi ngờ thành lý của thầy nữa hay là gì thầy tiếp tục ở bên cạnh nguyên cứu thiên khi nào cần đến kỳ một phòng báo cáo với tôi Sau khi tôi thống nhất giang hồ Nhất định không quên phần của thầy ừ. Đa tạ dịch chủ mô <laughs> Nhất định là bọn người có nguyên cứu thiệt Vì muốn làm cho họ tin Thầy phải chu thiệt rồi Hả Thôi được <laughs> Hả? Hả? Tại sao lại như vậy? Lại để giết họ Là kinh thiên phanh lịch trưởng ừ. Vô pháp vô thiên Tôi còn sống hả Thì cốt đâu rồi Lỗi là do tôi Tôi không thể bảo vệ thuốc cho cổ khiến cổ bị tên gian tặc dịch thủy hàng đó chẳng được ra tay Ông đừng tự trách nữa cũng cho tôi gây ra nếu như không đi khỏi phạm nhân cốc thì thì cốt sẽ không mất mạng và ông cũng không bị trọng thương đâu cha dù sao cho cũng phải ăn chút gì đó cha một miếng đi cha Cùng đi ta... không cần lo cho ta không cần thương hại ta đâu cô là con gái của cha chăm sóc cha quan tâm cha là chuyện đương nhiên thôi Hơ, Con giúp họ phế võ công của cha Con đã lập được công lớn rồi Con đi mạo báo công để lãnh thưởng mà sống sung túc đi Ta không có đứa con gái bất hiếu Mà giúp người ngoài mưu hại cha mình như con đâu Con hiểu mà Tâm trạng của cha không vui Cho nên mới nói về Trúc bớt gánh nặng Có lẽ tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn Cho dù thế nào Con sẽ không bỏ mặt cha mà đi đâu Hình gì Hình gì à, Mọi chuyện có thuận lợi không Cho dù chúng tôi hỏi được cách khắc chế tịch ba kiếm pháp Nhưng dạng Nguyễn Thư Sinh Và Thiệt Cốt đều bị dịch thủy hàng sát hại Dịch thủy hàng đã trở thành tên khát báo rồi Không loại trừ người này Thiên hạ khó mà được yên lành Sao lại bể hết vậy Có phải cha nàng làm không Do thiếp lỡ tài sơ ý cho nên làm bể Ờ, à, Thiếp vô dọn dẹp ngay Quỳnh không phát hiện ra Cô ấy không muốn Quỳnh bận lòng đó Có phải cha cô ấy làm khó không Không chỉ có làm khó Mấy ngày mà Quỳnh đi vắng Hắn không xem Hình Nhi như con người Hở ra thì hắn nổi giận Còn nói là sẽ giết chúng ta nữa Ngày nào cũng chửi Hinh Nhi dài trận tan nát Không có bữa cơm nào không hất đổ cơm vào người của Hinh Nhi Muội muốn ra mặt giùm Hinh Nhi Nhưng lại sợ hắn nổi điên Rồi rút giận lên đầu của Hinh Nhi Đúng là vô lý Mà cho tới giờ hắn chưa biết hối cải Không thể bắt kinh Nhi chịu quốc ức như vậy Tại sao bây giờ Long Tú lại bên vực khinh như vậy? Chuyện tình cảm chẳng cứ mặt họ, chúng ta không tiện ra tay đâu. Nhưng tên bắt đường lão tặc vốn không biết hối lỗi. Một lòng một dạ đòi giết chúng ta để trả mối thù đoạn kinh mạch. Chúng ta cứ giết hắn để ngăn chặn tai họa và cho Linh Thiên trai được yên lòng. Hắn không còn võ công nữa. Bây giờ chúng ta giết hắn là thiếu công bằng một mưu kế tham độc chết người còn tàn nhẫn hơn bất cứ giở công chiêu thức gì giết người trong vô hình giờ hắn chỉ làm cho một mình hình nhi thấy đau lòng thôi chờ hắn hồi phục nhất định sẽ làm chuyện tổn hại đến mọi người trước kia chúng ta bị hắn làm hại chưa đủ hay sao chuyện này không thể để cho long tú biết nếu không nó sẽ tìm khiếu thiên hay hình nhi để báo tin này đó Cút đi Ông mất hết võ công cả đời Tâm trạng đau buồn đó tôi có thể cảm thông được Nhưng tất cả mọi chuyện đều do ông tự gây ra Không thể trách bất cứ ai được Ông cả không nên trút giận lên đầu của Hình Nhi chứ Tại sao ông phải làm như vậy Nói qua nói lại Ngươi cũng vì Hình Nhi mà đến đây xin sổ Ngươi không cần tốn công tốn sức nữa Nó vốn không phải là con gái của bắt đường mặt ta người nào thích đó thì cứ dẫn nó đi đi Đừng có làm phiền ta Tôi không cho phép ông nói Hình Nhi như vậy <laughs> Ta đến không lại ngươi Nhưng chưa chắc là nói không lại ngươi đâu Ngươi đừng cho rằng ta ở nhà ngươi thì phải cúi đầu với ngươi hay sao Ông gây nhiều ác nghiệt Nếu không phải hình gì sinh tha cho ông, ông đã chết từ lâu rồi Có con gái quý như vậy Ông còn biết quý chuộng, còn hành hạ cổ Bây giờ ông đi theo tôi, xin lỗi hình gì Đừng không Ông không có quyền không đi Ngươi làm cho ta thấy đau đó Ngươi đối xử với nhạc phụ tương lai của ngươi như vậy hay sao Ông nói không có con cái thì lấy đâu ra con trẻ chứ Ngu ngốc Ta nói hờ ngươi, ngươi cũng tưởng thật hay sao Hình như thấy người đối xử với ta như vậy nó sẽ không tha thứ cho ngươi đâu không còn nội lực đúng là có khác chạy thêm vài bước nữa chắc chết quá sư à, huynh à, à, huynh à, đừng có trách đệ đệ không muốn đồng môn tướng tàn đâu chỉ vì huynh không gặp may làm hỏng đại sự của đệ mà thôi à, bắt đường mà được, được. À, 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 à. hôm nay tới phiên người không gặp may rồi à, đại ca đừng, đừng qua đây hôm nay có thể hạ sát kẻ thù này ngay trước mộ cha có lẽ đây do chính cha sắp xếp đó ta phải trả thù cho gia phụ à, hơi, không được không được dù muốn dù không ta cũng là sư thúc của các con các con mà giết ta là dĩ hạ phạm thượng đại bất kính đó người nói vậy không thấy người hay sao đừng nói là bố thù giết cha chỉ riêng người phản bội tướng phương môn đủ cho ta xử theo môn quy rồi người chuẩn bị nộp mạng đi hả? hả ta đã là người không còn võ công rồi các người ra tay đối phó với ta như vậy có quan minh lỗi lạc hay không chứ các người sẽ bị giang hồ chê cười cho coi thứ người như ngươi còn dám nói quan minh lỗi lạc hay sao nếu cho ngươi được sống sót mới là trọng người của tướng phương môn ta hôm nay ta thanh lý môn hộ ngay trước mộ của cha ta vì cha ta tất cả huynh đệ đã tử nạn ở tướng phương môn đòi lại sự công bằng này không cần nói nhiều với hắn làm gì ra tay, hey! <laughs> à, Dừng à. tay. Chẳng phải đã đồng ý tha chết cho mấy sao À, còn con rưỡi quý à con gái ngoan Nếu các con không đến kịp thời Họ đã không tôn trọng lời hứa để đòi lấy mạng ta rồi Đến đây tên ma đầu này vẫn không biết khối cãi Vì hắn ở lại chỉ là tai họa thôi Chú Thiên Hôm nay Quỳnh phải cho tôi một lý do để tha cho hắn đi Nếu không cho dù hôm nay tôi không giết hắn Sau này tôi nhất định sẽ không tha cho hắn đâu Hai vị không thể nào mãi mãi đi theo bảo vệ cho hắn được Ta chỉ biết nếu đã tha chết cho hắn Thì cũng nên giết hắn nữa Kể cả một lý do không giết hắn cũng không nghĩ ra Sao mình phải tốn công minh và Kháng làm gì Khi chúng tôi phải khó xử như vậy Hình gì Cha tôi tội ác tại trời Tôi thay cha tôi Xin lỗi mọi người hình như mọi đứng về đi mỗi có quyền lại cũng vậy thôi hôm nay không ai thay đổi được chúng ta đâu tôi biết cho dù cha tôi có chết đi cũng không thể xóa so hết quán hận của mọi người đối với ông ấy tôi muốn chụp tội cho ông ấy xin mọi người cho ông ấy một con đường sống đi hình như gì à? cô làm vậy là sao? lỗi là do cha đã chết, con cứ để cho cha đền mạng cho họ là được rồi. cha, yeah, cha yeah, buồn ra đi. cha. Yeah. để cho cha chết đi. đây là nghiệp do cha gây ra. vậy mà con còn chấp nhận chết thay cho cha sao? cha không đáng làm người mà. cha yeah. không đáng làm người. cha yeah. yeah, yeah, buồn tay ra, cha yeah, buồn tay ra đi. cha yeah, buồn ra đi. các người làm như vậy là sao? chết có thể cho quyết vấn đề à? chết có thể bù đắp tất cả sao? cái chết đối với ta là một sự giải thoát mà cha tại sao cha lại nghĩ như vậy tại sao cha lại nghĩ như vậy cha phải sống cho khỏe mạnh cha phải sống cho khỏe mạnh cha cha có lỗi với con cha có lỗi với con hinh Nhi cha không có đúng. lỗi với con không đâu cha cha có lỗi với con thôi được rồi ta nể tình hình như vật hiếu thiên đứng ra xin tha chết cho ngươi hôm nay chúng ta không giết ngươi nhưng mà ngươi phải nói công chuộc tội bây giờ chúng tôi đang luyện tứ phương quyền công nếu như ngươi thật lòng hối cải muốn chuộc tội lỗi lầm hy vọng ngươi tận tâm tận lực mang bắt địa quyền công truyền lại cho hình viên để cho chúng tôi dùng tứ phương quyền công đại phá thịt ba kiếm tiêu diệt tên ma chướng dịch thủy hạt đại ca có thật là huynh đồng ý tha cho cha muội không ta nghĩ chắc cha ta cũng không muốn chứng kiến cảnh đồng môn tương tàn đâu chẳng qua gì ta muốn hoàn thành tâm nguyện của người mà thôi đã tại đại ca đây đã là khởi đầu của sự quá giải thù hận rồi không dễ dàng đâu nay chỉ cần tùy theo sự cố gắng của tất cả mọi chúng ta đại ca quỳnh đang vì chuyện tha chết và bắt đường mặt cảm thấy hối hận sao tiếc đuối thì có nhưng ta không hối hận đâu Ta tin nếu cho ta nếu có linh thiên Cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng Vì chúng ta lấy đức trả quán Nhưng mà mỗi có thể phát hiện được Huynh còn chuyện buồn khác Đành chịu thôi Tuy ta có lòng luyện đông phương quyền công Để kế thường võ công của cha ta Vì khắc chế tịch ba kiếm Góp phần nhỏ mọn Nhưng mà Trời xanh thể chất ta hư hàng Cho nên Ta không thể chịu được được ân hàng chi khí của đông phương quyền công về chuyện tu luyện đông phương quyền công e là phải làm phiền muội rồi muội <laughs> còn tưởng là chuyện gì lớn lao tại sao quên không nói sớm về chuyện này cứ giao cho muội là được rồi ừ. vậy là phiền muội nha muội chỉ hỗ trợ huynh mà thôi người thật sự phải gấp sức vẫn chính là huynh Đại ca, thế nào rồi? Có gạt huynh không? Quả nhiên thấy sảng khói trong người Nội công tâm pháp của hàng sơn lão lão Quả nhiên rất lợi hại Nếu như không có nội lực hơi ấm đó hỗ trợ ta Làm sao ta có thể luyện thành loại võ công chí âm chí hàng như vậy Chỉ cần huynh luyện thêm vài ngày nữa Mùi tin chắc huynh có thể nhanh chóng cải thiện Thể chất hư hàng của huynh Đảm bảo thành công gấp bội luôn đó Đã tạm mùi đăng đăng Ta hứa sẽ không làm cho mùi thất vọng đâu ừ. Quynh bắt đầu luyện Đông Phong Quyền Công như vậy là quá tốt. May mà có đang đang truyền thụ cho tôi về nội công tâm pháp của hàng sơn lão lão. hết gì với sự dạy dỗ của cha quái vào long phương tiền bối, cổ luyện bắt địa quyền công, nay đã tiến bộ khá nhanh rồi. Cộng thêm tay lôi quyền công của tôi, bây giờ chỉ thiếu năm quả quyền công, chúng ta có thể tứ phương quyền công hợp thể. Chỉ tiếc là năm công tiền bối không còn sống trên đời này, không biết ông ấy có y bác truyền nhân nào không? Tôi thấy hối hận vì hôm đó không hỏi dạng Nguyễn Thư Sinh, bây giờ ông ấy không còn sống trên đời nữa. Không biết có thể hỏi ai đây Thật đáng tiếc Nếu không phải vì bà ngoại hận cha tôi Tôi nội phải mang đau phổ của người ta đi theo rồi Đại ca Có lẽ do bà ngoại sợ chúng ta học trộm Nam Quả Huyền Công Cho nên mới cố tình nói như vậy Quên nghĩ đây là bảo vật gia truyền quan trọng như vậy Và bà ngoại lại là một người say mê võ học Có lý nào mang đau phổ đi theo Điều đâu vậy Đau phổ của Nam Quả Huyền Công Có lẽ ở Phạm Gia Cốc à. Không nên chậm trễ nữa. Chúng ta lập tức về đó kiếm, để Tứ Phương Quyền Công sớm được hợp thể. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải sợ tịch ma kiếm của dịch Thủy Hàng nữa. Được rồi, chúng ta đi. Thầy gian không lầm chứ? Tuyệt đối không lầm. Chính ta tôi nghe thấy họ nói phải dùng Tứ Phương Quyền Công hợp thể mới không sợ tịch ma kiếm pháp của ngài. thì ra cuồng phong liệt quả bạo lôi thiểm điện, ý là chỉ tứ phương quyền công có đông phong nam quả tây lôi bắt điện. Ta thật không ngờ, tứ phương quyền công đó lại là khắc tinh của tịch mà kiếm. Phen này có chuyện không may rồi. Theo như tôi nghĩ không nghiêm trọng như vậy đâu, thầy biết cái gì? Một khi tứ phương quyền công của họ mà hợp thể, chuyện đầu tiên mà họ nhất định phải làm là lấy mạng của ta. Tứ phương quyền công không thể thiếu ai. Chỉ cần tôi dùng mưu kế, khiến họ không thể hợp tác với nhau tự họ rối lên là xong ngay thôi mà vô pháp vô thiên chỉ cần thầy lo xong chuyện này cho tôi cứ kéo dài thời gian cho tôi luyện thành đoa hồn tâm thức đào gốc trúc rễ bọn họ sau này thiên hạ vô lâm sẽ thuộc về ta thầy muốn cái gì cứ lên tiếng với ta Hình gì Khuya như vậy rồi chàng chưa nghỉ ngơi sao Ta đến chúc mừng nàng Ta thấy cha nàng cải tạo quy chánh Và làm lành với nàng rồi Ta thật sự thấy vui cho nàng Hình gì Nàng sao vậy Sắc mặt nàng không được khỏe lắm Có phải chỗ nào không được khỏe hay không à, Thiếp không sao Ngày mai mọi người lên đường đi phạm dân cốc rồi có phải nàng lo lắng sau khi về đó vì phải thực hiện lời hứa đối với hạng sư lão lão nhất định ta phải thành hôn với long tú chẳng lẽ long tú đó là lẽ đương nhiên thôi thiếp cùng quan trách chàng đâu hình gì chẳng lẽ cho tới tận bây giờ nàng vẫn không tin ta thiếp tin chính vì thiếp tin tưởng chàng cho nên thiếp hiểu rõ chàng là bậc quân tử trong tình trọng nghĩa không dễ gì làm trái lời hứa Thiếp không muốn làm cho chàng khó xử Hết gì Chàng không nên dị thiếp Trở thành một kẻ phản bội lời thề Huống chi lòng tú là cô gái dịu dàng chu đáo Chàng không nên phủ lòng cô ấy Thiếp đồng ý cho hai người được toại nguyện Sao nàng lại nói như vậy Sao lại là toại nguyện Chúng ta từng hứa Cho dù có gặp khó khăn gì Chúng ta cùng nhau đương đầu và khắc phục mà Chẳng lẽ bây giờ chỉ bằng một lời nói Nàng hai tay dân ta cho người khác sao Tự nàng chịu đừng đau khổ chứ Chẳng lẽ ta đối với nàng mà nói Nó hoàn toàn không quan trọng sao Không đáng để ta quý chuộng à Chẳng sai rồi Nếu là trước kia Thiếp sẽ không chịu mọi thủ đoạn và phương pháp có thể Để tranh giành chàng cho bằng được Bảo vệ tình yêu của chúng ta Nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác Vì cha thiếp từng làm bao nhiêu chuyện xấu Từng giết bao nhiêu người thân Thậm chí còn tổn hại đến chàng nữa Thiếp thật sự không thể đối mặt với chàng gì Cha nàng là cha nàng không thể nói là một Hố ngồi bây giờ ông ấy thay đổi rồi Trong lúc ta chịu đựng sự thay đổi lớn nhất trong đời Chỉ có nàng ở bên cạnh ta Lúc tôi bị hàm quan chịu nổi nhục chỉ, chỉ có nàng chấp nhận đứng cùng một trận tuyến với ta Thậm chí nàng còn vì ta Bất chấp nhảy xuống quan triều giai Nàng yêu ta bằng cả mạng sống Trong lòng ta không ai có thể sánh với nàng Nàng có biết không Nếu như chẳng quyết chọn tiếp Vậy lòng tú sẽ thế nào đây ta bằng lòng chăm sóc long tú cả cuộc đời chúng ta mãi mãi là bạn thân cô ấy có phải không không như nhau đâu Long tú yêu chàng như vậy chàng không được phủ lòng cô ấy chẳng lẽ ta lấy cô ấy không tổn thương sao là có trách nhiệm với cô ấy à hình gì ta không yêu long tú nếu cứ bắt ta phải lấy cô ấy đến cuối cùng tổn hại cô ấy hơn nàng có biết không hình gì chúng ta khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay xem như ta xin nàng đừng bao giờ có ý định từ bỏ tình cảm của chúng ta có được không rõ ràng là hình như như còn yêu thương khiếu thiên nếu không phải vì ta có lý nào nó lại dân khiếu thiên cho người khác được chứ người làm cha như ta đã nợ nó quá nhiều rồi à. Cuối cùng chúng ta lại trở về Phạm Văn Cốc rồi <laughs> Mời Hiếu Thiên à Hôm trước di ngôn của ngoại tôi truyền gọi cho Quynh Vì sự sai lầm của tôi mà các cả, cả Quynh kế thừa Còn chồng ép Quynh đi khỏi đây Bây giờ tôi thật lòng xin lỗi Quynh Và hy vọng Quynh có thể thực hiện tâm nguyện của ngoại tôi Đảm nhiệm cốc chủ của Phạm Gia Cốc Phải chúng tôi ủng hộ khiếu thiên làm cốc chủ khoan đã chuyện không đơn giản như vậy đâu phạm nhân cốc là do hàn sơn lão lão gây dựng lên do con cháu của bà ấy kế thừa có lý nào lại do khiếu thiên làm chủ cốc chứ trước lúc lâm chung hàn sơn lão lão giao chức cốc chủ cho khiếu thiên chúng tôi chứng kiến tận mắt và khiếu thiên cũng đã nhận lời dưới tình hình như vậy nó có thể từ chối được hay sao nó làm như vậy nhằm cho hàn sơn lão lão đi được yên lòng mà thôi về chuyện nó nhận lời làm cốc chủ và đồng ý lấy long tú vốn là không cần để ý đến mà Ông lấy tư cách gì quyết định thay Khiếu Thiên? Với tư cách tôi là nhạc phụ tương dạ. lai. Ừ. Đây là chuyện giữa Khiếu Thiên với Phạm Nhân Cốc. Để quên ấy tự giải quyết đi. À, hình như à. Chứ đừng nói nhiều nữa. Đúng vậy. Đúng là tôi đã hứa với Hạng sư Lão Lão sẽ kế nhiệm chức vụ cốc chủ. Quân Tự Nhất Ngô, tứ mã đang truy. Tôi sẽ không dượng cho ai cả Bài, 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 bài cốc chủ Mọi người không cần ra lễ Nếu như bây giờ tôi đã là cốc chủ rồi Vậy có phải mọi người phải nghe theo hiệu lệnh của tôi hay không Hờ, Tất, tất gì, nhiên như... Lời nói cốc chủ có ai dám cãi lại Được Bây giờ tôi sẽ ra lệnh Mang chức vụ cốc chủ của Phạm Văn Cốc Truyền cho Long Cang Hờ, Khiếp thị ngồi... Long Cang Hàng Sơn Lão Lão đặt kỳ vọng cao ở Quynh. tôi tin chắc bà ấy mang chức vụ cốc chủ truyền cho tôi là hy vọng có thể cái thích thùng tâm tráng chí của Quỳnh tôi tin chắc với vai trò con cháu của hàng sơ lão lão huynh phải là một người hiểu rõ tâm bà ấy nhất và chỉ có Quynh thích hợp nhất đảm nhiệm kế thừa của hàng sơ lão lão huynh có đồng ý gánh vác trọng trách này không khiếu thi cả tôi huynh không phản đối đồng nghĩa huynh đã chấp nhận rồi Bây giờ tôi trân trọng thông báo Mang chức vụ cấp chủ Phạm Văn Cốc Truyền cho Long Cang Bắt đầu từ bây giờ Tôi hy vọng mọi người toàn tâm toàn ý Cùng góp sức Cùng ủng hộ Cùng xây dựng lại Phạm Văn Cốc này Tôi chấp nhận ủng hộ Long Cang làm cốc chủ Nếu quân đại đã nói vậy tôi cũng tái thành Mọi người ủng hộ đại ca Đại ca hãy nhận lời đi Đại ca Long Cang thiếp dẫn mãi luôn ở bên cạnh chàng Đa tạ mọi người tôi hứa sẽ không phụ lộc cho cậy của bà ngoại và mọi người khiêu thiên à hạng sơn đã lão không nhìn làm người cậu quả nhiên là nhân tài tôi chỉ làm hết khả năng của tôi thôi hy vọng mọi người được hài lòng ừ bây giờ người được chọn làm công chủ của phạm nhân cốc đã có chuyện quan trọng trước mắt đó là nhanh chóng tìm lại đau phổ của nam cùng thế Gia chỗ này là phạm nhân cốc cho nên mời cốc chủ ra lệnh phân chia trách nhiệm ừ. là vì mọi người chia nhau ra tìm Lọc tú xác thật thật chi tiên có các chị biết ra địa hình cho nên việc các chị dẫn đông phương tiền bối và mọi người tới phòng luyện công và còn thư phòng nữa dạ, dạ. còn tôi và đang đang tới phòng bà ngoại ừ, ừ được Yeah. Dạ à. à Dạ Là thật đó Cha đã tìm khắp nơi trong các phòng nhưng không thấy đau phổ đâu hết Bên con cũng không phát hiện gì à. à. Ê. Có vào phòng luyện công tìm kiếm Tao qua bên này được không à, Đi đi Chàng có thể mang ngôi vị cốc chủ nhiều cho Long Cang nhưng còn hôn nhân của Long Tú Chàng có thể nhường cho ai Cho nên ta rất cần sự giúp đỡ của nàng Tiếp Giúp chàng thế nào đây Hình gì Chỉ cần nàng đừng bỏ rơi ta Ở mãi bên cạnh của ta Cùng nhau đối mặt với tất cả Nhất định có thể giải quyết vấn đề này Ừ Ờ, ừ. ừ. à, chúng ta đi tìm đau phổ nha bức tranh từ quả của hàng sư lão lão quả gì có vấn đề à. nam quả quyền công đào phụ có sự thuốc tìm được rồi Ông đến đây làm gì Tránh xa Nguyên Cửu Thiên ra Ông vừa nói gì Tôi kêu cô Tránh xa Nguyên cứu Thiên ra Hừ, Ông lấy tư cách gì bắt tôi làm vậy Nguyên Cửu Thiên chỉ yêu một mình hình nhi Tại sao cô phải che chân vào làm kẻ thứ ba như vậy chứ Khiếu Thiên vốn không hề yêu cô Cô cứ dây dưa như vậy Không có kết quả gì đâu Tên đại ma đầu tội ác tài trời kia Nào là nói cải tạo quy chánh Ăn năn hối lỗi Thì ra đều là giả Ông vốn vẫn còn đầy ác tính Thừa lúc ở đây chỉ có một mình tôi mà tới đây để uy hiếp lão đầu thúi tôi cho ngươi hay long tú ta không sợ bị uy hiếp đâu tôi tuyệt đối không từ bỏ quên đấy ông 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 làm cái gì vậy tôi gian xin cô cô hãy buông tha cho khiếu thiên đi ông định giở trò gì đây hả bây giờ tôi không còn là tên đại ma đầu nữa Tôi chỉ là người cha thành tâm thành ý, muốn bù đắp lại lỗi lầm mà thôi. Tôi đã hình nhi quả thật là quá nhiều rồi. Tôi chỉ còn biết cố hết sức mình để giúp nó tìm được hạnh phúc mà thôi. Đó là chuyện riêng của ông, không mong mất tới tôi. Sao cô nói vậy chứ? Chỉ cần cô chấp nhận rút lui, rời khỏi khiếu thiên, như vậy họ sẽ là đôi tình nhân đến vợ thành chồng rồi. Tôi và khiếu thiên đã có hôn ước. Người cần rút lui là hình nhi đó. Khiếu thiên và hình nhi quen nhau và yêu nhau trước hơn cô, nếu không phải ta ra tay ngăn cản họ thì họ đã trở thành đôi giai ngẫu biết bao nhiêu người ngưỡng mộ rồi lâm cô nương à tôi giáng sinh cô buông tha cho khiếu thiên đi cho họ được tội nguyện đi mà à? ông đừng có ép tôi khiếu thiên từng hứa sẽ thành hôn với tôi tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc tôi giáng sinh cô thật ra tôi phải làm như thế nào thì cô mới chịu đồng ý đi ông đừng có tốn công nữa tôi không có nghe tôi không có nghe đâu mà tôi không nghe nếu đã như vậy vậy ta chỉ còn một cách hả ông muốn giết tôi sao nếu như cô không hứa với tôi tôi chỉ còn cách là chết trước mặt của cô mà thôi ông đừng hầu lấy bằng sắc của ông uy hiếp tôi tôi không có uy hiếp cô tôi chỉ cầu xin cô mà thôi tôi xin cô hãy rời xa khiếu thiên đi tôi xin cô hãy cho họ hạnh phúc có được hay không vậy <laughs> lâm cô nương à tôi biết cô là một cô gái rất hiền lành tôi nghĩ cho dù là bà ngoại của cô nếu có linh thiên thì bà ấy cũng biết được thì cũng sẽ đồng ý cũng sẽ đồng ý cho cô từ bỏ khiếu thiên mà thôi hãy để cho họ được tội nguyện đi mà <laughs> Lòng cô nương, tôi gian xin cô. Tôi gian xin cô hãy thương hại một ông cụ không còn hy vọng như tôi. Tôi đã quỳ trước mặt của cô. Nếu như cô không chịu hứa với tôi, tôi sẽ chết ngay tại đây cho cô coi. Cho dù chết một trăm ngàn lần đi nữa, tôi cũng chấp nhận hết. Tôi gian xin, xin, xin cô mà. Tôi gian xin cô. Tôi gian xin cô mà. Lòng cô nương, cô hãy hứa với tôi đi có được không? hả à, tôi xin tôi cô hứa mà. với ông là được rồi chứ gì lâu cô nữ cô nói thật chứ có thật không cô rất tốt tôi rất biết ơn cô cô có thể thề với tôi được hay không tôi xin cô hãy thề với tôi đi mà thôi lòng tú xin thề với trời hồn ước giữa tôi và nguyên khiếu thiên Đức quỷ bỏ từ đây lâm cô nương đa tạ cô đa tạ Đừng cô có cho tôi dạ à, à, hình như qua đây mau đa tạ lâm cô nương đi cô ấy đã hứa với cha rồi cô ấy đã hứa sẽ quỷ hồn ước với khiếu thiên rồi à. chúc mừng cô từ nay vậy sao tôi không còn là chứa cài vật với cô và khiếu thiên nữa chúc cho những người đang thương nhau thành vợ thành chồng <laughs> long tú long tú hình nhi à hình nhi à, à, còn mặc cả đi lần này con và khiếu thiên xem như có kết quả rồi con nên vui mừng mới đúng chứ hả à. dạ chắc không nên làm như vậy con gái à ta không muốn con đau khổ vì tình yêu ta muốn nhìn thấy con được hạnh phúc Hả, à, hình như con phải vui mừng chứ tại sao lại rơi lệ như vậy cha hạnh phúc mà cha tranh dành cho con nó được xây dựng trên đau khổ của người ta cha kêu con làm sao mà vui nổi cha một lòng một dạ muốn làm cho con vui mừng mà thôi Cha, cha làm vậy là sai hay sao dạ cha làm vậy chỉ khiến long Tú thêm hận con thôi và gây thêm rắc rối nữa dạ dạ Để đừng nói nữa khiếu thiên tìm được đau phổ rồi dạ dạ đúng vậy đây chính là đau phổ của năm quả quyền công có được biết cấp đây xem như tứ phương quyền công của chúng ta đã có đủ chúng ta có thể luyện quyền công hợp thể rồi long Cang nay cho đạo phổ này cho con ta và ngọc nhi phải tiếp tục đi luyện công ừ, ừ. long tú chuyện gì vậy Ai làm cho mùi đau lòng vậy Mùi không sao Lâm Tú Xảy ra chuyện gì M Mùi Khiếu Thiên Từ nay vậy sao Quỳnh được tự do rồi Quỳnh không cần để ý tới lời hứa đối với ngoại mùi nữa Quỳnh có thể cùng với người yêu Chúng sống cả đời Quỳnh Lâm Tú Mùi có biết mùi vừa đó gì không Tất nhiên là cô ấy biết rồi Cha Cha ừ. vừa rồi long tú đã thề trước mặt cô ta cô ấy đã quỷ hôn ước với khiếu thiên rồi từ nay về sau long tú và khiếu thiên không còn bất kỳ dây dưa nào nữa khiếu thiên có thể lấy hình nhi làm vợ rồi bắt được hình nhi đúng là khổ tâm cho cô cô ngang nhiên kêu cha cô nguy hiếp long tú giải trừ hôn ước sao lòng dạ của độc ác vậy tôi Ê, không liên quan tới hình nhi đây là chuyện riêng giữa tôi và long tú <laughs> Chả còn ông thông tính lẫn nhau cũng hèn hạ bị ổi với nhau Nguyễn Khiếu Tiên Lộc Tú một lòng si tình với Quỳnh Thậm chí bất chấp thực tích chạy theo Quỳnh 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 là dung túng họ ăn hiếp Lộc Tú Quỳnh có phải con người không vậy Chuyện này mất mới đến Khiếu Thiên Long Càng à Cậu ăn nó phải cho con bằng một chút đi Không nên rút hết mà tội lỗi là đầu của Khiếu Thiên Nếu không phải hắn tập tâm, tâm lưỡng ý Phản bội là thầy Thì Lộc Tú không bị ép một ý không Khiếu Thiên trọng tình trọng nghĩa Tuyệt đối không phải hàng người chỉ cậu nói đâu Hắn lập trái là hứa với bà ngoại Rõ ràng là dấu ơn bộ nghĩa Cậu Đừng nói nữa đừng nói nữa Lòng càng đó đúng Tôi là người có lỗi nhiều nhất Các người có trách thì trách tôi đi Thôi được Hiếu thi, Quỳnh đó một lời đi Hôn ước với Quỳnh và Long Tú còn hiệu lực không vậy Tất nhiên là con Lòng Tú Khiếu Thiên tôi thật lòng chúc phúc hai người hình gì, ta nói vậy nàng vẫn chưa hiểu sao nàng làm như vậy là bất công với long tú và bất công đối với ta nàng càng bất công với bản thân mình hơn nếu như vì những thời mềm lòng mà phải hẹp hòi cho mình đưa đẩy ba người đều rơi vào giật sâu đau khổ của cuộc đời này thì chúng ta giải quyết dứt khoát cứ đau một lần vẫn hơn đi Chẳng không nên đói nữa ta không thể không đói ta cần phải nói rõ mọi chuyện ngay trước mặt mọi người Người tôi lấy làm vợ chỉ có một thôi Người đó là Hinh Di Cô ấy là người tôi yêu Là người duy nhất tôi yêu trọn đời Nguyên Khiếu Tiên, người là kẻ phản bội lời hứa Lộc Tú có bệnh hệ gì, tôi không để Nguyên Chiêu quên đâu <laughs> Long Tú Long Tú Lộc Tú à, ngồi ăn chút gì đi Mùi bỏ ăn bỏ uống như vậy sẽ tổn hại sức khỏe Quỳnh Tổ không cần lo cho muội nữa Lòng tú đừng làm như vậy Trên đời này không thiếu người tốt Ta không tin mà không thể tìm được người tốt hơn Khiếu Thiên đâu Lỗi do tên bắt được hình gì Nếu không phải giả dạ, Khiếu Thiên cũng không cương quyết từ chối muội như vậy Quỳnh Khiếu Thiên ngươi bỏ rồi mùi mụi ta như vậy đúng là quá đáng mà chàng cứ đè đầu con trâu bắt nó uống nước là không được đâu chàng có lại gì bản tánh của khiếu thiên nữa nàng nghĩ nó làm sao không lẽ bắt lông tú phải ở giá suốt đời à Dội làm gì chẳng phải khiếu thiên chưa lấy hình nhi sao miễn sao một ngày quên ấy vẫn chưa thành hôn lông tú vẫn còn cơ hội mà ý của nàng là khiếu thiên là con người trọng tình trọng nghĩa chỉ cần lông tú cho thêm thời gian không sợ không thể làm cho quên ấy cảm động nàng nói cái có lý lắm ta không tin lông tú thuộc tên bắt được hình nhi đó nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng bắt đường hình nhi và cha của cô ấy lại ra tay phá hoại đó chuyện này cứ giao cho ta ta phụ trách theo sát cha con họ cho họ không có cơ hội nhưng mà làm như vậy liệu có lỗi với hình nhi không lộc tú à mùi đừng có khờ nữa lúc này là lúc nào sao bụi còn quan tâm tới tình địch của mình trừ phi bụi không yêu khiếu thi nếu không bụi chấp nhận chịu thua cho cô ấy và cho khiếu Thi cho cô ấy à Đúng vậy Có lẽ về mặt khác Mùi thua hình nhi Nhưng mùi tin rằng Tình cảm dành cho khiếu thiên Mùi tuyệt đối không thua cô ấy Quyền công hợp thể là giải công sâu sắc nhất của tứ phương một Mọi người hãy ghi nhớ Lúc luyện công Nhất định phải tạm gác tất cả mọi thành kiến Đoàn kết một lòng Miễn sao đạt đến cảnh giới tâm y hợp nhất Sẽ có thể công đầu phá đó Đánh đầu thắng đó Tứ phương vô địch chó Cây hàng nguyệt bảo đao này Tuy không thể so với tịch ba kiếm Nhưng cũng là lợi khí chém sắc như chém bùn Năm xưa ta mang theo bảo đao này Chặt đứt quyền thiết ngàn năm để cứu thoát cha ta Bây giờ ta tặng cho đệ Hy vọng đệ có thể tận dụng nó Phát huy sức mạnh Đa ta đại ca Đệ sẽ tận dụng cái bảo đao này một cách tốt nhất Đồng phong quyền công Tây lôi quyền công Nam quả quyền công Bắt điện quyền công Quyền công hợp thể Gì? Mọi người làm như vậy là sao? Nếu không muốn luyện công Thì khỏi đây ngay Dạ yeah. Dạ Tập lại từ đâu? Hối. Luyện công Long ca, Quên có sao không? Không cần có đỡ Mọi người có thể tập trung không? Lần này chống lại dịch thủy hàng Không chỉ là cuộc chiến của thứ phương môn Và cũng là thánh chiến than chốt của chính tà lưỡng phái Mọi người cần phải tạm ghét lại ân quán cá nhân Đồng tâm hiệp lực sự thật chứng minh mọi người không làm được Không cần lý nữa Bá phụ Sư bá Vậy tôi làm gì? Đâu phải lỗi của tôi Là lỗi của tôi do tôi gây ra Đừng nói nữa Chúng ta mau đuổi theo bác phụ đi Bác phụ Sư bá Chúng tôi đã biết lỗi rồi Xin bá bỏ qua cho Lỗi do tôi luyện công chưa thành thạo Nên yên liệu mọi người Xin sư bá xử phạt <laughs> Tự mình luyện công chưa tốt Nói ra không sợ bắt cỡ à Ta nhìn thấy rất rõ Rõ ràng là để con thành kiến Còn chăm đối với hình nhi Ngậm mắt phụ người Đừng có làm gì đâu mà chống đối Đúng rồi Mọi người đừng nói nữa à. Ta thấy mọi người cãi nhau như vậy Thú thật ta rất đau lòng Ta có một thằng con trai Nếu như nó còn sống trên đời Chắc cũng bằng tuổi như mọi người đây Nhưng cách này hơn 10 năm Vì chiến loạn làm hai gia đình chúng tôi liền tán Từ đó tôi không còn gặp lại nó nữa Sư ba Tôi có thể tìm lại mẹ tôi giữa biển người mênh mông Tôi tin chắc Bà nhất định sẽ tìm lại con trai của mình Đã đi qua nhiều năm rồi Tôi không dám ôm hy vọng đó nữa Trong thâm tâm của tôi Xem mọi người như con của tôi vậy Nhưng tôi lại chứng kiến giữa mọi người như chương trình yêu trai gái Ân quán gì chưa mà không chịu thời tâm hiệp lực để liên võ Thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng kẻ thù chung của mọi người là chi thúy hạng trong tâm tâm của tôi Sao mọi người như con cái của tôi vậy nhưng tôi lại chứng kiến với mọi người chỉ chuyên tình yêu trai gái ân quán chi dưa mà không chịu tại tâm hiệp lực để liên võ thực sự khiến tôi vô cùng thất vọng kẻ thù chung của mọi người là chi thúy hạng. nếu như các con còn tiếp tục kỳ hân chỉ thương bại tổn cùng thôi chỉ có cách là chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể triệt để đánh bại trên thúy hạng. Chuyện nào quan trọng hơn chắc các con tự biết rõ chứ Long Cang Tôi biết Quỳnh lo cho lòng tú Nhưng Quỳnh đối xử với tôi thế nào cũng không sao Tôi chỉ hy vọng Quỳnh hãy tạm gác ân quán xưa này với chúng ta Đồng tâm hiệp lực Cùng nhau đối phó tên ác ôn dịch thủy hàng Sau này muốn chém muốn giết Tôi không có ý kiến Chị quyết đấu với dịch thủy hà thì trả thù cho cha tôi Lâu ca tôi chấp nhận tạm gác lại mọi thạch kiến Hợp tác tốt với mọi người Như vậy là tốt Tôi nghĩ Chỉ cần một người mở rộng tấm lòng Hợp tác ăn ý Nhất định sẽ đánh bại cái thù Ta hy vọng các con có thể nói được, làm được Trời Đó Ừ Huyện Huyện công con có thể. Thể. Rồi Chỉ cần các con đồng tâm hiệp lực Luyện đến tâm ý tương thông Nhất định thành công Họ mới luyện thành huyền công đại nhất thức Đã thế gian dồi như vậy rồi Huy. Huy. Long Tú Long Tú Mụi được hiểu lầm Lý do mà ta hợp tác với bắt được Khanh Di Là tình thế bất đắc dĩ Mụi hiểu Mụi đâu có hiểu lầm đâu nếu không vì giết dịch thủy hàn, Ta thề thay bụi cho bắt được Khinh Di biết tay Không, đại ca Mùi xin huynh, hãy bỏ đi Đừng gây thêm sóng gió nữa Mùi nói ta gây thêm sóng gió gì Ta làm vậy đều là vì bụi Huynh mà làm như vậy, chỉ làm hay thành dở thôi Chỉ làm cho khiếu thiên và muội Càng lúc càng xa nhau Ta một lòng một dạ muốn trả thù cho bụi Nhưng bụi lại nói những lời như vậy Được, được Xem như ta dư hơi, lo chuyện bao đầu Đại ca, ca có lý nào mới không hiểu tâm ý của huynh nhưng mà chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được Mới có thể làm được gì đây nè tôi đây có cách đó <laughs> là ông nữa hả long tú à tôi thấy cô khổ vì tình yêu đau lòng xót xa nên không nhận tâm tôi sẽ giúp cô một tay được không vậy ông muốn giúp tôi ừ. <laughs> thôi được tôi tự hiểu kiếp này tôi và kiếu thiên không thể nào đến với nhau được đâu à, chuyện này chưa chắc đâu chỉ cần có chuyện nghe lời của tôi tôi nhất định sẽ có cách khiến hắn quay qua yêu cô vua ừ. pháp vô thiên thế nào à. à. Kiếu thiên đã nói thế nào hả à, Kiếu thiên không nói gì hết nhưng mà cậu ta và tôi chuyển lá thơ này cho cô giờ mẹo hôm nay gặp tại cốc khẩu khiếu thiên khiếu thiên đã hẹn gặp tôi hả Long tú nếu như mụi không mở cửa ta xộc vào đó Long Tú đâu? Mới sáng sớm, người ấy đi đâu vậy? giờ mẹo hôm nay gặp tại cốc khẩu khiếu thiên nguyên khiếu thiên hẹn long tuấn buôn đã định làm gì à, khiếu thiên tại sao lại ông khiếu thiên đâu hắn sẽ không tới đâu <laughs> ông vừa mới nói gì <laughs> Biết ừ. Khiêu tiên, mùa mùa tôi đâu? Long Tú, tôi không gặp cổ Quỳnh không gặp đó Quỳnh hẹn gặp nó tại cốc khẩu, Quỳnh còn giả giờ à Tôi hẹn Long Tú gặp nhau Không có chuyện đó Đây là gì? Đây không phải là nét chữ của tôi Quỳnh không dám thừa nhận Quỳnh hẹn Long Tú à Đại trường phu dám làm dám chịu Chỉ sợ có người lấy danh nghĩa của tôi Hẹn Long Tú gặp mặt đưa lá thư cho ta xem thử Ừ, lá thư này Tuyệt đối không phải là nét chữ của khiêu thiền Bà có thể khẳng định Đây là võ học kinh điển mà ta kêu khiếu thiên chép Các con tự đối chiếu lại Như vậy sẽ biết ngay Nét chữ quả nhiên không giống nhau Lâm Cang Chúng tôi đã tìm ra tới cốc khẩu Nhưng không thấy Lông tú đâu cả Còn tôi tìm khắp trong cốc cũng không thấy bóng dáng cụ Vậy Long Tú đã đi đâu rồi Ai đã lấy danh nghĩa của tôi để hẹn Long Tú chứ Mục đích quán là gì cái gì Tội cho tôi gây ra Nếu tôi xem chừng đó kỹ hơn Nó sẽ không gặp sự cố rồi à, Chúng ta không nên tự làm cho mình rối lên Chúng ta Tạm thời vẫn chưa biết mục đích bà kẻ bắt cóc Long Tú là gì những gì Nhưng tôi tin chắc hắn sẽ có hành động tiếp theo Hả? Ê dịch chương môn Hả à đã tỉnh rồi kìa Thì ra Từ lâu ngươi đã bị hắn mua chuột Ngươi là tên phản bội Kẻ <laughs> thức thời chính là anh hùng Tốt hơn cô nên học hỏi hắn đi bắt ta nghe lời tên tiểu nhà ác ôn như ngươi thà ta chết còn hơn bọn khốn kiếp các người chờ lúc đại ca của ta và khiếu thiên đến cứu ta họ sẽ giết các người không chịu mạnh giáp <laughs> cô cứ chửi đi không bao lâu sau cô sẽ hoàn toàn làm theo lệnh của ta xem lời nói của ta như tờ thánh chỉ gì ngươi định làm gì ta hồn ma giết phách Thế nào rồi Xung quanh trăm dặm vùng này Gần như đã tìm kiếm hết rồi Nhưng vẫn không thấy Long Tú đâu Vậy Long Tú đi đâu chứ à. Là ngươi <laughs> Chắc đây là ngươi dễ cho ờ. Ghép Long Tú vậy trời hổ có những chưa đủ Còn ép nó phải đi khỏi đây đúng không ờ. Không phải ta Ta không có làm gì hết mà Nhưng mà ông chính là người đáng nghi nhất hôn nhân giữa long tú và khiếu thiên đã giải trừ rồi ta đã đạt được mục đích rồi cớ sao ta phải tốn thời gian nữa chứ ta không còn chút võ công nào nữa hết ta vốn không phải là đối thủ của long tú sao có thể đối phó với cô ấy được chứ là người giả dạ? à, à. vờ ờ Thì người không có võ công nhưng tập tư người xạo trá thủ đoạn cao minh. nếu không long tú đâu bị người ép tới tuổi tự quỷ hồn ước? ai biết được lần này có phải là âm mưu quỷ kế của người không ta Ta đâu còn là mắt đường mặt của ngày xưa nữa đâu Ta một là một dạ muốn làm lại từ đầu rồi mà Tại sao không ai chịu tin ta hết vậy Cha Con biết cha làm vậy là gì con Nhưng con vẫn xin cha Cha không nên gây thêm rắc rối nữa có được không Cha mau dạ lòng tú ra đi Hình như Kể cả con cũng không tin ta hay sao Con làm ta quá thất vọng rồi Người đều có giấy tù Màu da lòng tú đó đây Ê Sao không thấy vô pháp vô thiên vậy đúng vậy hắn có thể đi đâu à, long tú tôi tìm được long tú rồi kìa long tú long tú long tú bộ có sao không vậy cơ long tú rốt cuộc bộ đi đâu mọi người lo cho bụi lắm mười không sao có điều mỗi hoàn toàn không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa vậy là mỗi tự đi hãy có ai rủ mỗi đi mỗi không biết mỗi không biết mà qua thật sự không biết gì hết á <laughs> Mùi thấy nhức đầu quá, à. nhức đầu quá đi ạ à. Thôi được, thôi được, bỏ đi Lộc tú à, mùi đã bệt rồi Mau về phòng nghỉ ngơi đi à. Ý Long Tú, mụ dậy rồi hả? Mụ thấy khỏe hơn không vậy? <laughs> thì ra đây là quyền công hội thể của tứ phương môn quả nhiên không đơn giản chút nào vậy tiếc là ta đã nhìn thấy toàn bộ chu thức rồi và đã tìm được cách phá giải nó. Ủa? Thưa bá ạ, kêu họ dừng tay lại đi một khi quyền công hợp thể đã đưa vào hoạt động bốn người sẽ hỗ trợ lẫn nhau e rằng nhất thời khó mà giật được như vậy có khác gì nguy hiểm cho long tú đó không chỉ nguy hiểm cho long tú một trong bốn người mà rút lui trong lúc này sức mạnh giống có đến tới công kẻ địch quên qua rút chửng họ e rằng sẽ tẩu quá nhập mà thử. cẩn thận cẩn <laughs> thận Tỉnh dậy rồi Lộc Tú Lộc Tú Lộc Tú Mùi tỉnh dậy rồi Đại ca Mùi Rốt cuộc mày bị làm sao Sư bá Bá bao sẽ thử rốt cuộc Lộc Tú bị sao vậy Mùi thấy sao Có khỏe không vậy Vừa rồi mùi bị ngất đi đó Mùi bị ngất hả Sao mùi hoàn toàn không nhớ gì hết Sao mùi thấy nhức đầu quá đi Đồng tu Chẳng lẽ những chuyện vừa xảy ra Con đã quên hết rồi sao Vừa rồi Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hả Tôi hỏi cô Vừa rồi bọn người của khiếu thiên đang luyện công Tại sao cô lại xông vô phá đám vậy Cô có biết không Xem chứ cô làm hại họ bị trọng thương tao quá nhập ma đó Không có Tại sao mọi hoàn toàn không nhớ gì hết vậy Cô đúng là nói dối không nhắm mắt đó Thực đại ca, cô đừng manh động Tôi không có manh động Khi không ả lại xong vô phá đám Rõ ràng là có ý đồ xấu xa gì đó Quýt Lòng Tú, cô đừng tủ tôi không biết cô định giở trò gì nha Vì cô muốn ở chung với khiếu thi Cho nên mới phá hoại sự đoàn kết của mọi người có đúng không Tôi không có Lẽ ra tôi cũng thương hại cô phần nào Bây giờ thấy cô ích kỷ nhỏ mọn Không lên cho đại cuộc còn giả về là mặt tội nghiệp để được người ta thương hại cô làm vậy là quá hèn hạ đó gặp biệt nếu như quên còn nói vậy bà tôi chung có đang đổ bây giờ không dám thôi đi dừng tại cho tôi chuyện này nên tạm dừng tại đây không phải nhắc đến nữa long càng cô nên ở lại đây để chăm sóc cho nó những người còn lại thôi tôi ra ngoài Long tú tu lòng tú lòng tú mau thức dậy đi hãy đi hoàn thành sứ mạng của mình Đối tụ đương ca Nhưng sinh kỷ hà Thể như Kiêu lộ Khứ nhật khổ đa Ai viết bài thơ này hay vậy Nghe sao nghe xui xẻo quá Phạm nhân Cốc này thờ đổi quá lớn Lão lão chết rồi Tiêu hồn thiệt cốt cũng chết luôn Không biết người tiếp theo có đến lượt tôi hay không nữa Dân sinh kỹ hà, dân sinh kỹ hà Hình như nghe cũng có lý lắm Người là ai? Tại sao lại là cô Sao cô không đi ngủ đi mà ra đây làm gì vậy Hả Tôi hỏi cô Sao cô không trả lời vậy Sao Sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi Cô ý định nhát ma tôi sao Tôi hỏi cô Có phải cô bị chứng mất trí nhớ không Cho dù không bị mất trí nhớ Cũng bị chứng mộng du Đâu đây không tìm nói chuyện với cô nữa Ta về phòng nghỉ ngay Vô, cứ đi chạy cho đã đi Giết ừ. hắn đi, trả tay cho lớn Lộc tú đâu, sao không thấy nó vậy Lạ thật, nó ra khỏi phòng từ khi nào Sao ta không phát hiện ra Hạ Nguyệt bỏ đỏ đâu Quy rồi Lộc Tú có chuyện rồi Lộc Tú Lộc Tú Lộc ừ. 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 Tú Tại sao lại là cô vậy Cô lên la lên lúc bám theo tôi có chuyện gì lấy mạng của ngươi đi. Lộc tú, Lộc tú, Thục Chi Thiên, Thục Chi Thiên, huynh bị sao vậy? Thục Chi Thiên, chết rồi. Tại sao lại vậy? Hà Nguyệt bảo đau Giờ Lộc tú ra tay à? Thực Di Thiên thực Di Thiên thực Di Thiên thực Di Thiên thực Di Thiên, thiên? Quỳnh không được chết thực Di Thiên Sao còn phải giết hắn Con cũng không biết Không phải con giết hắn Nhưng cây đau này Rõ ràng là của Quỳnh đó Cái đau là của tôi nhưng người có phải do tôi giết Mọi người phải tin tôi Long Trang Chuyện này là sao Chẳng mà nói rõ đi Vừa rồi chính con phát hiện ra Hạ Nguyệt Bảo đã bị mất Cho nên mới ra ngoài tìm kiếm Và phát hiện thực kỳ thiên đã bị giết hại Sau đó mọi người liền xuất hiện Con vô tội mà Nhưng là con đó là thật chứ Tất cả là sự thật Không dám nói dối Long Trang Tối quân hết chuyện này không liên quan tới quân Có tên không tiền Quỳnh Nói chung tôi không thể với lòng Trong đây có ai chính mắt nhìn thấy tôi giết người chứ các người không được nói qua cho tôi Thôi được Không ai được phép cãi nhau Trong chuyện này có nhiều người dân Ai đúng ai sai Nhất thời khó phân biệt rõ Mọi chuyện cho tôi điều tra thật sự rõ rồi nói Nếu thực sự không phải với Long Can làm Chúng ta không thể nói quan cho nó Nhưng mà Long Can Cô kể cho rõ đây nếu ta điều tra cho con ra tay, ta vẫn sẽ giết con đó. Nếu sự thật là vậy, Long Cang mặc cho bác Phục xử lý sẽ không quan trách. Long Cang, Long Cang, giờ tiếp giới. Long Cang. Lộc Tú Long Cang Chàng bị làm sao vậy Thiếp hỏi chàng không trả lời Về chuyện vừa rồi Có phải chàng che giấu chuyện gì không Đang đang à Lộc Tú nó Lòng Tú Đ... bị sao vậy Vừa rồi ta ra ngoài Lại dễ đi tìm nó Nhưng tại sao bây giờ nó lại ở đây chứ Sao hả Ý chàng nói Do lòng Tú giết thực Di Thiên sao Cho nên vừa rồi chàng không văn phui như vậy không được mà đến tức vậy để hỏi cho rõ chuyện đi long tú long tú ta có chuyện muốn hỏi muội đây long tú đại tẩu đại ca long tú có phải vừa rồi muội ra ngoài hay không đâu có muội vẫn ngủ trong phòng mà muội đừng gạt ta mau nói rõ sự thật có phải vừa rồi muội ra khỏi phòng giết hại thực di thiên không sao hả thực di thiên đã chết không thể như vậy được Đại tổ, tôi đừng làm mũi sợ lộc tú, không lẽ mũi thật sự không nhớ mình từng làm gì à Vừa rồi, mũi nằm ngủ trong phòng mà Đại ca, chẳng phải Quỳnh ở lại đây với mũi sao Có lý nào mũi ra ngoài để giết Thực Chi Thiên đâu Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đại ca, mau nói cho mũi biết đi Nếu chuyện này không phải do mũi làm Thì không mắc mớ tới mũi đâu Sức khỏe mũi không tốt, mau à, nghỉ ngơi đi Hả? À, Nghỉ ngơi đi <laughs> Long Cang là tên tiểu nhân hèn hạ Tôi phải đi giết hắn Để trả thù cho thân di thiên Thích thân Quỳnh bình tĩnh đi quên mình tỉnh thân. đi Bá phụ đã dặn dò rồi Trước khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ Không ai được phải làm chuyện manh động hết Sự thật là gì Không khí của hắn Hắn cũng ở hiện trường Không phải hắn thì còn ai đây Mọi người đừng ngăn cản tôi Tôi nhất định phải giết hắn Quỳnh không được manh động như vậy quỳnh đứng lại cho tôi Kiều thiên Long Cang vi phạm quy định trong cốc Chết cũng đáng đời Chẳng lẽ cậu còn muốn dùng túng hắn Cậu muốn trả thù cho thực chi thiên sao cậu có đáng mặt quân đệ không Kiểu Thiền, nếu như chuyện này thật sự do Long Can làm thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cùng tiếp tục cùng hắn tôi luyện quyền công hợp thể? Thiếp không làm được. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau luyện quyền công hợp thể là nhằm đối phó với dịch Thủy Hàng. Long Can. nếu như hắn thật sự nhẫn tâm hại chết thật di thiên, như vậy có khác gì dịch Thủy Hàng đâu. Nếu như hắn không thể chứng minh là hắn trong sạch, tôi cũng từ chối luyện công chung với hắn. Các người làm vậy là sao? Tại sao không cho tôi luyện đam quả quyền công Ta đã nói quá rõ rồi Trước khi chứng minh đệ vô tội Chúng tôi từ chối cùng đệ luyện công Luyện quyền công hợp thể với tin tưởng lẫn nhau Hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thành công Bây giờ chúng tôi không thể tin huynh được Làm sao phối hợp với nhau Có luyện cũng như không Bác Phụ Đây là ý kiến chung của tụi con Xin bác quyết định đi Chúng con mong bỏ đồng ý Do thức thần thay thế Long can Luyện nam quả quyền công Chuyện này các người đúng là hiếp người quá đáng Sự trong sạch của ta có thể sánh với trời đất Các người dám sử dụng ta Công bằng ở trong lòng người Nếu như Quỳnh không phục Chỉ giờ sư bá định đoạt đi Cô Lâm Càng Họ nói gì vậy cũng có lý Con hãy tạm tránh qua một bên Cho sát thần thay thế con Chờ mọi chuyện được sáng tỏ rồi mới nói sao Bá phụ Bá không cần nói Họ không muốn luyện công chung với con thì thôi Con không cần Nhưng tuyệt học gia truyền của đám cung thế gia con Không thể truyền cho người ngoài tha cho Long Ca còn không thể làm theo Long Ca Tôi để không tin Thiếu vắng hắn không thể đối phó dịch thủy hàng bắt đường lão đệ Dân chuyện gần đây Có nhiều kỳ dân Để có phát hiện ra manh mối gì không Nếu tôi đó không lầm Trong chuyện này Có một người không thể thoát khỏi dính líu đâu Lòng tu ừ. Trong khoảng thời gian vừa qua Người đã nghi nhất chính là Long Tú Trước đó là mất tích vô cớ Sau khi trở về thì xảy ra nhiều chuyện không chỉ vô cớ xông vào lúc mọi người đang luyện công sau đó còn từ chối không nói gì nữa hết chuyện này nhất định phải có lý do nhưng xưa nay lòng tôi là một người đầu óc vô cùng đơn thuần tôi nghĩ không ra cô ấy có lý do gì phải giết thật di thiên đây cũng là chuyện mà tôi nghĩ không ra nhưng tôi tin chắc nhất định có liên quan tới chuyện ả bị mất tích Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm hiểu tâm tư của ả Mới mong tìm hiểu rõ sự thật trong chuyện này được Tại sao lại như vậy Kể cả bác phổ cũng kêu chàng tránh mặt Không cho chàng tham dự luyện tước phân quyền công Không chỉ như vậy Thậm chí còn bắt ta phải giao độc đau phổ Cho sát thần tu luyện Còn nó sẽ xử lý công bằng <laughs> Cho sát thần tu luyện Ta nghĩ từ lâu bá ấy đã đứng về phe cứu thi rồi Nguy rồi Chuyện này càng lúc càng rắc rối Lòng can thiết nghĩ bây giờ chàng không nên làm cố nữa chỉ bằng làm theo sắp xếp của bác phụ như vậy tốt hơn Kể cả này cũng nói như vậy à Đừng đừng nói như vậy không sai Ta nghĩ tốt hơn con nên xưa tay chịu trối Bác phụ Ba nói như vậy là sao Lông can cho bản thân con gây nghiệp Làm hỏng quy định của Phạm Nhân Cốc Và con phải biết mình đã chịu tội như thế nào Bá phụ Chẳng lẽ bá đòi giết Long Cang sao Chính ba đã nói sẽ tìm hiểu sự thật tại sao hôm nay bác lại nói như vậy sự thật trước mắt chúng ta không cần nghe lời nói dối của hắn nữa Lâm Tú Không ngờ mùi lại có giả tăng xấu xa Đến đây lấy trộm bí kíp Mùi nói Có phải mùi đã giết thật di thiên không Tiểu thiên không sai được đâu Ta khẳng định Lâm Tú đã bị dịch tiểu hàng môi chuột rồi Cho nên mới phản bội chúng ta Lâm Tú Sao cô lại làm như vậy Sao lại bắt đứng chúng tôi và giúp ác làm dữ Sao cô trở nên độc ác vậy Lông Tú còn đứng lại Bác phụ ba bá đoán không sai người thật sự bắn đứng phạm nhân cốc chính là long tú Ác còn lấy trộm đau phủ của long Cang chúng ta không thể tha cho á được ngọc nhi mau thả long Cang về đen đen ừ. Ừ. xin lỗi nha vì điều tra rõ sự thật trong chuyện này hẹp hòi cho hai vị rồi mọi người rốt cuộc chuyện này là sao vậy từ đầu ta và bạch thạch quỳnh đã nghi ngờ hung thủ giết chết thực di thiên là long tú long Cang à có phải cậu gì bao che cho cô ấy Mới bất chấp cho mọi người hiểu lầm Không chịu nói rõ sự thật hay không đây Tôi tôi Thì ra các chị đã sắp xếp trước Giả giờ bắt giữ Long Cang Để gài Long Tú lấy gấp đau phổ Đúng vậy Cái vụ rắn ra hang này Xem gì đã khiến hùng thủ phải hiện hình Long Tú Bây giờ cô còn gì để nói hay không Long Tú Cô hãy thức tỉnh lại đi Cô mà bỏ đau xuống Nếu không sẽ còn liên lụy nhiều người hơn Long Tú Tại sao bội hồ đồ Tới nỗi phải bán đứng người của Phạm Gia Cốc? Không lẽ bội thật sự bị ba dạp hay sao Bội kêu ta nên cứu bội thế nào đây Bội cứu đầu dân tội đi Lâm ca Này lòng tú đã biến thành một người hoàn toàn khác Nếu không nghe lọt ta liệu quên nói Ai rằng cô ấy không thể nhận ra quên Cái gì Biến thành một người khác Chẳng lẽ là Nhất định là lòng tú đã trúng mê hồn giếp phách của dịch thi hạng bị mê hoặc tâm trí cho nên mất hết lý trí và không nhớ mình đã làm chuyện gì nếu đã như vậy Ba phụ mau ra tay cứu người đi Lòng tu còn mau bỏ đầu xuống đưa tay thật khám thử xem chi <laughs> cái À. <laughs> à, lòng tú Lòng tú Long tú. Long tú, Một cái sao không lòng tú Đừng lo lắng Tôi chỉ phong tỏa quyền đạo cô ấy thôi Dạ yeah. Lúc này chúng ta nên làm thế nào đi Theo mạch tự của cô ấy Công lực tịch ma kiếm pháp của dịch thủy hàn còn yếu Cho nên lòng tú trúng độc không nặng Nói như vậy vẫn còn cứu được Tuy ta không dám chắc sẽ làm được Nhưng có thể làm thử Các người thả tôi ra đi Các người muốn làm gì vậy Thả tôi ra 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 Thả tôi ra, thả tôi ra. Thả tôi ra. Như vậy chắc được rồi Tịch ba kiếp pháp Phải đến nơi chí âm chí dương Vẫn có thể tu luyện Cần phải nhóm lửa cực mạnh Ngọc Nhi Dùng lực âm của lông hành châm của con Để giúp lông tú một tay đi Họ ra tay đi Dạ Thả tôi ra What? Oh. quy rồi nếu như lòng thú tịch vậy sẽ nói rõ sự thật có khác gì mình phải bức bạn tại đây chứ ôi mê hù giết phát Ngọc Nhi bảo lên Còn lại bảo quyền động cuối cùng cái cuối cùng rồi mở chăm chỉ đấu được đi à, 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 à. Sao chứ mày hồn nhất phách của ta ngang như bị họ phá được Chút nữa ta đã hoàn thành công việc là dùng long tú để phá quyền công hợp thể Cuối cùng vẫn uống công của ta Đáng chết mà à, à. không được ta phải bình tĩnh ta không thể thua ta không thể bị đánh gục ta mới luyện thành tịch ma kiếm pháp để nhất thức mê hồn giúp pháp nó đã có quy lực như thế này rồi nó luyện thành giông hồn sát phách của đệ tam thức trên đời này đâu còn người nào là đối thủ của dịch thủy hàng ta chứ yeah! các cư được hầu chống lại ta các cư sẽ bị thảm bại dịch thủy hàng ta mới thực sự là thiên hạ vô địch ta mới thực sự là võ lâm chi tôn <laughs> cha thế nào rồi cha cô ấy có thể hồi phục không mặt tượng của long tú đã ổn định rồi xem bộ tâm ma đã được loại trừ cách của chúng ta bắt đầu thu được hiệu quả rồi Vậy là tốt rồi Không muốn công mọi người vất vả Sát thần Chiếu theo tòa thuốc này Đến tiệm thuốc khốt ba thang mang về đây Được giao cho tôi không chức đi. À. Ừ. Lộc Tú Bây giờ buổi thấy sao rồi Mộ bị làm sao vậy Sao mà cảm thấy mình mãi nhức mỏi Không còn chút sức lực nào hết Đại ca Có phải mụi bị bệnh không Long can. Lòng tú khỏi rồi Có thể nhận ra chàng rồi đó Sao mọi người lại ở đây hết vậy Đã xảy ra chuyện gì Lòng tú Con có biết không Con đã bị trúng tịch ba kiếm pháp của dịch thế hạng, Bị hắn dùng mê hồn giúp phách khống chế tâm trí Vừa rồi Ngọc Nhi đã dùng long hành châm Châm vào huyệt đạo kỳ kinh bát mạch của con Mới qua giải được kiếm pháp của hắn sao hả? con bị dịch thủy hàn không chế hồng vết của con đúng vậy cách đây mấy hôm mùi bị mất tích một thời gian, mùi còn nhớ mùi đã đi đâu không? có phải mùi đã gặp dịch thủy hàn? mùi chỉ cảm thấy ở trong đầu như mơ mơ màng màng vậy đó không nhìn thấy gì hết cũng không nhớ gì hết long tú mùi đừng vội cứ từ từ nhất định mùi sẽ nhớ ra thôi muội nhớ ra rồi còn cô đã nhớ được những gì muội mộ đừng sợ nếu có gì cứ nói ra đi tối hôm đó vua pháp vua thiên giao cho muội lá thơ hắn nói Giờ khiếu thiên kêu hắn giao cho muội trong thơ khiếu thiên viết sáng hôm sau gặp nhau tại cốc khẩu rốt cuộc lúc muội đến điểm hẹn thì thấy vua pháp vua thiên đứng đó chờ sẵn rồi hắn đánh mũi ngất luôn sau đó hắn đưa mũi lên núi rồi mũi gặp dịch thúy hằng mũi chỉ nhớ được lúc đó mũi sợ lắm mũi còn chửi hai người đó hèn hạ nữa sau đó dịch thúy hằng đã cầm tịch ma kiếm lên múa trước mặt mũi thì đầu óc của mũi liền bị mơ màng rồi không nhìn thấy gì hết từ đó mũi không nhớ gì nữa thì ra kẻ phản bội thật sự là vô pháp vô thi hắn ngàn nhiên gian ác thảm hại lộc tú giá quả kiếu riêng ta thầy không tha cho hắn quy rồi chuyện gì từ sáng tới giờ không gặp vô pháp vô thiên có phải hắn thấy chuyện bị bẫy đổ cho nên bỏ trốn không mau chỉ giao đi tìm vô pháp vô thiên đừng không chạy thoát quy có thiên đứng lại người có thấy ta đang cầm gì không vậy nam quả quyền công bí kíp đúng vậy nếu người xông qua đây ta sẽ quỷ nó đi cho các người khỏi học quyền câu hợp thể luôn ta tiểu nhân hay hả người mau trả đau phủ cho ta đừng qua đây Nếu không ta lập tức quỷ nó ngay lúc này Dư phá cho thiên phạm nhân cấp che chở ngươi hơn 10 năm qua trọn tình trọng nghĩa với ngươi nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn ngươi có tính người hay không tính người à Hơ. do các người bất nhân với ta trước đừng trách ta bất nghĩa với các người ngươi làm như vậy không thể như lão lão sao Hơ. đừng nhắc chuyện đó với ta vậy ngươi nói thực ra ngươi muốn gì rất đơn giản nếu các người thả ta đi ta sẽ trả đau khổ cho các người được ta hứa với ngươi mà trả đau phủ cho ta không được chúng ta không thể thả hắn đi hắn hại muội ra nông nỗi này muội phải hạ sát hắn muốn với <laughs> ta trả thù à vậy dụ ngươi giết thực di thiên tính sao đây hả ngươi cần phải quỳ trước mặt của nguyên cứu thiên xin hắn ấy giết ngươi để rửa hận cho huynh đệ của hắn đi chứ ngươi vừa nói gì à, à, ta giết thực di thiên sao <laughs> sao lại không kiểm phong của người ác độc đến chừng nào thực chi tiếng vẫn chưa kịp bỏ chạy đã bị người giết hại rồi <laughs> <laughs> Nguyên Cứu Thiên Ta trả đau phổ cho các ngươi Hẹn ngày gặp lại Quy rồi Đau phổ đã bị quỷ rồi Thôi đi Chỉ cần biết làm từ đâu tính tới đó Long càng Con mau tranh thủ nhớ lại nội dung của đau phổ Nếu có đường nào mà không hiểu Ta và bắt đường sư thúc sẽ giúp con Nghiên cứu xem sao xem có thể gặp lại được một bộ đạo pháp hoàn chỉnh không dạ Dạ Bác phụ nguy rồi hai người bỏ xem long tú đi long tú bị sao vậy vô đừng mạnh long tú buông ra đi đừng làm như vậy mà buông tay long tú buông ra bộ đừng mà. chưa rồi ở buông tay ra đi long can à quá nguyên cái Lộc ấy đi long tú <laughs> long <Lộc> tú <laughs> ta biết một cảm thấy tự trách vì đã giết thực chi thiên nhưng người chết không thể sống lại Mùi không thể đau lòng nữa Đúng vậy Long Tú Tất cả mọi chuyện do dịch thế hàng gây ra Mùi là nạn nhân Không ai chết mùi đâu Nhưng sự thật mùi đã giết Thực di thiên Mùi đáng chết Mùi có lỗi với thật di thiên Mùi cảm thấy bản thân mình tội nghiệp quá nặng Mùi không còn cách nào để đương đầu với mọi người nữa Mùi cảm thấy mình không còn động lực còn để sống nữa. Còn đúng là đồ ăn hại Sư ba. Con cho rằng con đau khổ sốt sao Thậm chí lấy cái chết để đền tội Thì có thể giải quyết vấn đề sao Nhưng mà con Nếu con không thể biến đau thương thành sức mạnh Để lấy lại tinh thần Và tìm cách trả thù cho thật chi thiên Như vậy con ấy thật sự chết không y lòng Lúc đó con mới thật sự là tội nghiệp thâm trọng Con có hiểu ta nói không Con trả thù Đúng Con phải trả thù Con phải trả thù Sư bá nhất định sẽ giúp đỡ mọi người đã loại trừ dịch thủy hàng và vô pháp vô thiên để thực nhiên thì có thể chết được yên lòng cùng hoàng lâm Vậy vậy mới được chứ <laughs> thầy đã làm hỏng chuyện rồi vậy mà còn mặt mũi gặp ta sao à, nhân huynh khoan nổi giận nghe tôi kể rõ đầu đuôi tuy kế hoạch lần này chúng ta thất bại nhưng mà nguyên cứu thiên trúng kế chúng ta sau này không còn gì đáng sợ nữa ủa ờ, Thầy nói vậy là sao <laughs> Tạ Quỳnh không biết thôi Trước khi tôi từ Phạm Nhân Cốc chạy tới đây Tôi đã quỷ quyền công bí kiếp của Long Cang rồi Sao hả Những gì thầy nói đều là sự thật chứ Tất nhiên đạo pháp của Long Cang vẫn chưa luyện thành Nên đạo phổ còn bị quỷ luôn Tử phương quyền công không thể luyện ra trò trống gì hết Từ nay chúng ta có thể yên tâm sống được rồi Giỏi Thầy rất giỏi Vô pháp vô thiên cái này thầy lộc đại công rồi thầy yên tâm đi giờ sau này tôi xưng bá thiên hạ sẽ không hẹp với thầy đâu <laughs> đa tạ chủ nhân được hôm nay ta kiểm tra lại quyền công hợp thể của các con xem có tiến bộ không nhớ phải bốn người đồng lòng mới có thể tiếp ứng cho nhau công thủ đi đôi dạ dữ bị. duy ngã độc tôn rốt các con làm vậy là sao Các con cùng nhau luyện tập đã được một thời gian rồi Nhưng vẫn không đấu vào đâu cả Chẳng ra thể thống gì Sư bá bất dần, tại chúng tôi làm chưa tốt Cho nên không thể hiểu thấu triệt để hỗ trợ lẫn nhau Chúng tôi chỉ định siêng năng luyện tập Ta thấy các con vốn chưa tập trung luyện tập Xem lời nói của ta như giới thoải ngoài tay Các con đã chứng kiến lợi hại của tịch ma kiếm pháp rồi Vậy mà còn dám thờ ơ như vậy Nếu còn tiếp tục kéo dài Làm sao đối phó dịch Thủy hàng Không luyện nữa Hôm nay sư bá sao vậy Sao lại nóng tính như vậy chứ Bà sợ chúng ta không thể chống lại dịch thủy hàng Chính vì nôn nóng cho nên mới như vậy Xin lỗi Do tôi đi luyện mọi người Hại mọi người nghe chửi Lòng căng, huynh đừng nói như vậy Đạo pháp của huynh vẫn chưa luyện thành Sao có thể trách huynh được chúng ta từ từ luyện tập Tôi tin chắc sớm muộn Quynh cũng lĩnh ngộ được Đúng vậy, Quynh không nên nản lòng Ê, Long Căng, nè, bỏ đi Để Quynh ấy yên tĩnh đi vẫn không đúng ý Tại sao chuyện này tôi liên quan không được vậy Đã chết Tôi không tin tôi không làm được Thiết quả liên viên. Tôi không làm được Tôi mãi mãi không thể luyện được thiên quả liên nguyên